đã chưa thấy sao? Cây mai đó nó quá đẹp. Ôi, nói chú nghe nha. Ừ. Cây mai này á là cây mai quý á. À. Dạ. Ủa mà cây mai này phối nhiều giống lắm. Trời ơi, 3-4 cái giống cây quý phối vô được cây mai này. Cây mai mắc nhất của công ty con á. Tôi biết rồi. Nhưng mà bữa nay mới 30 hả? Dạ. Mà mai nó nở rộ kiểu này rồi mai mùng 1 nó rụng hết làm sao? Trời ơi, chú yên tâm đi, nói chú nghe nè, chú đừng lo vấn đề đó. Hả? Con đã nói chú rồi. Ừ. Đây là cây mai quý, đúng không? À. Bây giờ nè, tối 30 nó nở vậy nha. Ừ. Tới khuya cái nó rụng hết. Sáng mùng 1 nó mọc cái nụ mới, nó nở y chang như vậy sáng mùng 1. Trời ơi. Sao giống mai thạch xanh quá vậy? Đó, cái chung là mai quý mà. Vậy hả? Đó. Ừ. Chú mới. Chú nhưng mà chú cẩn thận nha. Sao? Cây mai này á 300 triệu đừng có nha. Cái gì? Cây mai này giá trị 300 triệu hả? 300 triệu Mà tôi thuê thôi mà. Thuê 10 triệu trong 3 ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Đúng rồi. Chỗ quen biết lấy giá rẻ chứ người khác còn lấy hả cậu 3-40 triệu đó. Bởi vậy chú cẩn thận giùm con. Ừ. Khó lắm này, con nói chú nghe nè. Bây giờ mà nó mà gãy một nhánh nhỏ thôi nha là chú phải đền đó. Đền nhiêu? Đền là thí dụ khu vực từ cái ngọn tới khu vực này nè là tầng 1. Gãy một nhánh đền 50 triệu. Khu vực này nè, từ đây xuống đây là tầng 2. Gãy một nhánh nhỏ thôi nha, đền 20 triệu. Khu vực từ đây tới đây là khu vực tầng 3. Gãy một nhánh nhỏ thôi nha, 10 triệu. Mà cái quan trọng nhất á, sao? Là phải toàn nguyên vẹn nha. Nếu cây mai mà mất xác á, 300 triệu. Là cây mai mất xác là bồi thường 300 triệu hả? Mất là bồi thường 300 triệu. Rồi, bây giờ này chú ký cho giùm con đi. Đó, cẩn thận nha. Cảm ơn chú vậy á. Dạ. Rồi vậy nha. Năm nay là mang phát tài nè. Dạ, chúc chú là năm mới vui vẻ nha. Rồi. Chú, nhớ. Mất xác 300 triệu nha. Biết rồi. Dạ. Nói hoài. Dạ, cứ đi chú ơi. Ừ. Nói nào ngay. Có đứa con gái một mà nó nói Tết là nó dẫn bạn trai nó về. Thì thôi, cũng sĩ diện. Thuê cây mai về đó cho biết bạn trai nó nói là nhà mà của bạn gái nó giàu sang. Mùa xuân đến làm em hết hồn. Gì con? Trời ơi. Hết hồn đúng trời không? Trời đẹp ơi. Tía, ở đâu cây mai đẹp dữ vậy tía? Thôi. Cây mai tía mới thuê. Cây mai bạn của tía mới tặng cho tía. Tía ơi, cây mai đẹp quá tía ơi. Đẹp không? Dạ đẹp, mà cái gốc bự nhà chắc mắc tiền lắm á tía ơi. 300 triệu á con. 300 triệu? Ừ. Má ơi, má. Má ơi. Ơi, cái má gì? Má. Má. Má ơi. Trời ơi, mắc điểm bánh vào cho cái trạm dừng chân. Điểm bánh tét vào cho người ta để mà người ta bán tới đây. Má còn hết hồn. Cái gì vậy trời? Hết hồn chứ gì? Ở đâu ra vậy nè? Trời đất ơi, nhà cửa tết nhất tới nơi. Tự nhiên ông cho ai rinh gửi cây mai chàng ban giữa nhà vậy? Đi kêu người ta rinh trả gì? Cây mai này là của tôi. Ở đâu có? Bạn tôi tặng cho tôi. 300 triệu. 300 triệu? Ừ. Tìm không má? Trời ơi. Tìm không tiếp? Cái này ở đâu? Cái tự hái là nó rụng ở dưới. Mới hái luôn á tía, quằn cái nhánh chú hái. Mày muốn đi, để tao hỏi ông chỗ này. Cho tí rồi. Nè, hả? Ông nói với tôi là bạn ông tặng. Ừ. Đồ tặng mà ông biết giá 300 triệu. Đúng rồi. Có gì khuất lát đây phải không? Tặng mà còn để mà thôi tía. Không. Trên đường mà vận chuyển từ bên Lào Cai về tới đây á. Tao nói khách hàng nó chạy theo nó hỏi. Nó năn nỉ rồi mua 300 triệu tôi đâu có bán. Trời đất ơi, 300 triệu mà không chịu bán. Ông trời ơi, tôi gói bánh tét tới chừng nào mới có 300 triệu. Thôi mà bình tĩnh. Ngọc dạ. Con. Dạ dạ. Cho tía tâm sự một chút. Dạ. Nói nhỏ thôi. Má con nói nào ngay. Dạ. Không được đẹp, ưu điểm nói chuyện vô duyên. Nghĩ sao vậy hả? Bà nghĩ sao mà cây mai 300 triệu? Thôi tự nhiên mà. Bà kêu bán đi. Mai này là may mắn. Cái cây mai này thì nó đẹp thiệt, nó giá trị thiệt. Ừ. Nhưng mà ông suy nghĩ coi cái nhà bằng cái nấm người ta vậy hả? Mà bây giờ ông để nó chàng ban ở đây rồi ông lát nữa tôi cúng ông bà con rước về bàn thờ để ở đâu? Thì bây giờ không lẽ giờ bà ông bà về đoàn tụ mà tụ trên đọt mai? Bậy. Ông bà về thì tự ông bà tìm chỗ ngồi nào mà thuận lợi nhất thôi. Có đâu mà bà lo. Thôi, dần dày. Dạ. Ngọc. Dạ. Con ở đây con canh giữ cây mai giùm cho tí nha. Dạ. Tí ra ngoài đầu ngõ tí mua tờ giấy hồng đơn về đi bịch cái chậu này lại cho nó sang. Dạ. Nhớ nghe. Dạ con biết rồi. Cái gì? Cây mai này đẹp thiệt á. Nhưng mà nó thiếu nha. Trời ơi, tao thấy bữa nay mà nở tè le đầy dốc cây hết trơn. Thiếu gì nữa? Thiếu. Con thấy bình thường người ta trưng mai á, người ta hay treo đồ lên lắm. Má, nhà mình có mấy cái liễn. Có.
ở trong đầu tủ á. Dạ, dạ, dạ. Nó gói lại trong cái rổ trên đầu tủ á, lấy ra treo lên. Dạ dạ dạ. Trời ơi, 300 triệu đi hả trời. Nè má. Má má má. Hả? Đồ ừ, treo lên đi con. Dạ dạ. Treo treo mày treo lên. Từ từ nha. Treo lên cho nó lủng lẳng vậy đó, nó trời công chuyện làm vậy hết. Mới có 30 mà giấy hồng đơn giờ mua cũng hết trơn. Mày đè nó nhanh nó xuống cho nó treo lên. Hey, 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 hey. Làm gì? Treo lên, treo lên. Treo treo cái này cái tiếng. Bước xuống. Nè nè nè, ông bước lên ghế, ông cao, ông treo lên trên đó. Dạ dạ dạ. Mẹ con mày làm gì vậy? Hả? Biết là trên đây mà có xảy ra sự cố gì là biết bao nhiêu không? 50 triệu. Ủa? 50 triệu gì tía? Bồi thường gì? Hả? Không. Ý chứ nói là giờ con leo trên ghế này nè, con chồm con treo lên á, thấy không? Lỡ mai con trượt chân con té á, dạ, chở vô bệnh viện á, gãy tay gãy chân á, là đóng phí 50 triệu. Trời ơi. Thôi, ông tưởng tượng cái chuyện gì đâu không à? Thôi mày đưa đây. Má đem cất đi. Để đây đây cho bài đủ trò hết trơn vậy Ngọc. Ủa mà cái mai không có mấy cái này cô nó sượng sượng thôi thôi. Tao nói mày nè. Kệ ông đi. Để ổng nhặt nhện khỏi ăn Tết luôn giờ. Cái đó, má mày nói chuyện vậy mà nghe được á. Nè, nghe tiếng hỏi. Dạ. Qua con nói là bữa nay bạn trai con về. Gì vậy? Trời ơi, tía mới hỏi gì mà làm thi ghê vậy? Mắc cỡ, tự nhiên nói bạn trai mắc cỡ. Thì tía hỏi. Hôm qua con nói với tía là bữa nay nè, bạn trai con về. Trời ơi. Ừ, thôi được rồi, mày ngon ha. Dạ. Rồi rồi, mà lại nghe cái tượng con hợi giùm tao. Nghe rồi tía, làm gì tía? Nè. À, con nói hôm qua con nói là bữa nay bạn trai con về. Trời đất ơi, Ngọc. Này chưa. Con làm gì vậy Ngọc? Chạy chạy móng tay. Trời cái gì? Tự nhiên đi cào cái tượng người ta chi vậy con? Tía kêu con kìa. Kêu cái gì? Kỳ cục, xích giang coi. Mày làm gì vậy? Mày làm gì? Cái gì vậy? Tưới nước rồi cái cây mà để khô queo rồi làm sao? Trời ơi. Mà tưới nước giờ này á làm tối nay nó rụng hết. Mà tưới nước gì vậy? Thì nước ngoài ao chứ nước gì? Bà hại tôi rồi, má Ngọc ơi. Cái gì nữa? Bà mai này là mai quý, bà phải tưới nước tinh khiết. Hiểu không? Tôi vợ ông, tôi tên Mai mà. Ừ. Tôi kêu ông mua nước tinh khiết về cho tôi uống đi để khỏi nấu nước. Ông biểu tôi múc nước ao lóng phèn uống đỡ. Vậy mà bây giờ cái con Mai này 300 triệu, cái giờ ông biểu tưới nước tinh khiết đi. Tí má, tí ơi. Gì vậy? Chuyện gì? Cái gì đó? Cái gì? Ảnh tới. Ảnh nào? Bạn trai con. Mời vô con. Vô đây. Vô đi anh. Trời ơi cơ kìa. Con gái mình kìa. Con ơi, dạ, tụi con giỡn gì kỳ cục vậy? À dạ. Dạ xin giới thiệu chứ tám em... mía. Hả? Cái này cứ để anh nói cho phải phép. Dạ, con xin chào hai bác. Dạ năm mới, dạ con xin chúc hai bác dạ năm mới gia đình mình an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, tấn bình an, dồi dào sức khỏe và may mắn qua năm. Cảm ơn con. Đi chợ anh xuống không xách đồ, xách quần, xách áo, xách gì vậy? Thấy vậy quà biếu, dạ quà biếu có ăn quà, cho có quà Sài Gòn, có quà dạ, Sài Gòn. Biếu. Anh biếu gì cho gia đình em vậy? Bánh tét. Hả? Bánh tét. Ờ, bánh tét mua ở đâu? Dạ. Mua đâu, mua này, mua đâu, mua trên Sài Gòn đúng không? Vậy là bánh tét chợ anh, bánh tét Sài Gòn. Dạ con mua ở trạm dừng chân đây nè, cách nhà mình cây số đây nè. Hả? Ủa chỗ đó là nhà em mở mối luôn đó. Chắc hả? Nhà em bán bánh tét mà. Má em là một cái dựa gói bánh tét giao quanh năm luôn á. Chi? Nhìn cái cặp bánh tét này nè, tôi thấy quen lắm nè. Hiểu gì vậy con? Dạ mai đừng cò. Nhìn là biết ngay là bánh tét này tôi gói đi nè. Bác gói à? Phải. Bởi vì đòn bánh tét này chính tay tôi đã lựa từng cọng lát sợi dây. Gì trời? Ngồi cánh lửa chợ 38. Nay con ghé trạm dừng chân con mua về tặng bác, thì khác chi con chở củi vô rừng. Rồi, thôi được rồi, cảm ơn bà.
Thôi cắt đi con. Nghĩ sao bánh tét tôi gói con đem nó mua tặng lại tôi là dạ, sao dạ, vậy không, trời? Dạ. Dạ. Bác xin ghi nhận tình cảm của con dành cho gia đình của bác. Thôi đừng nói cái vụ bánh tét nữa. Cứ mỗi lần mà nói bánh tét á là bác ca câu giọng cổ. Bác ca tới bụng sáo luôn á. Dạ, dạ không, tại là gì vậy? Tại Tết nhất là món ăn truyền thống á, thường thường là bánh tét mình ăn với tôm khô cú kiệu. Mà con tính mua ở trển nhưng mà con sợ là hàng ở trển không chất lượng. Với lại Tết hai bác biết rồi đó, hàng trôi nổi nó không có nguồn gốc. Đúng cho rồi. Nên là con tính về đây, mua ngay tại đây luôn, là ngay gốc mình luôn, là nói đặc sản mà của mình. Dạ, bác thằng này nói đúng. Dạ. Nói vậy tôi chịu. Dạ chứ không phải là con keo kiệt. Dạ, con dạ. Biết không? Tại vì sao? Là bánh tét đó là bác gói. Chính tay bác gói bỏ mối ra ngoài đó. Dạ. Nói tại sao bác biết như vậy? Nó ngon nhất là dạ. Gì? Chính tay bác đã lửa từng cọng lá sợi dây. Ủa sao? Ngồi cách. Thôi dạ. Nhắc dạ. Nữa. Dạ, 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 dạ. Vậy nè. Dạ. Bà vô bà nấu nướng giùm tôi cái đi. Để ngồi dọn ra gia đình mình ăn bữa cho nó vui. Con dẫn bạn trai con. Dạ. Vô rửa mặt rửa đồ đi cho nó khỏe khoắn ha. Rồi xong cái ngồi ra ăn bữa cơm thân mật với gia đình mình. Tía, tao phải đơn giản sáng giờ cũng bận đồ này. Cho nên là tía không thấy bây giờ sẵn mình đông đủ như vậy mình chụp một tấm hình kỷ niệm đi tía. Chụp hình á? Dạ, dạ. Dạ. Chụp hình cũng được. Dạ. Có cây mai đây mà. Dạ, dạ. Trời ơi, dạ, dạ. Cây mai mà một cây dừa là sao? Dạ. Rồi, chụp hình, dạ, chụp hình. Tụi con qua đây, tụi con qua đây. Tụi con qua đây, hai đứa qua đây. Ủa? Dạ là chụp đi. Tía làm vậy tía? Tía chụp tía. Đâu có tía chụp tụi con. Hẳn quá. Dạ tía chụp cho tụi con tấm hình đó. Dạ ý là chụp tụi con trước xong chứ nữa gia đình mình. Rồi, dạ. Con mời má ra chụp với tía. Rồi rồi từ bây giờ vậy nè. Rồi. Dạ. À để con để cho má tin cùng. Rồi em. Lâm. Con xích bên kia. Xích bên kia. Ra bên tay phải con. Dạ dạ. Qua nữa. Dạ. Qua nữa. Con được chưa tía? Rồi Ngọc. Con qua bên tay trái con. Qua hả? Qua. Qua nữa, nữa. Ừ, hơi cận quá. Rồi. Ủa tía, tía chụp gì tía? Ủa mà bác. Dạ. Tía chụp gì tía? Chụp cây mai. Ủa? Chụp cơm mà, tụi con. Xong rồi nè. Ủa sao mà? Dọn cơm nước xong rồi, bây giờ nè. Phụ bạn trai của Ngọc nè. Dạ dạ. Con à. Khiêm phụ cây mai này dời ra ngoài sân, nặng dọn cơm ăn con. Thôi thì sao vậy? Mai có giá trị vậy? Giờ đi đâu? Dời ra ngoài sân chứ trong nhà chặt cứng mà để cây mai gì? Đúng rồi tía. Để cây mai đó đi. Còn cái chuyện mà dọn cơm ăn á, không được ăn cái chỗ này. Chứ chỗ mà ra đem sao sẵn tắm mà ăn. Đấy. Trời ơi, không, nhưng mà cây mai này con thấy cây mai này nó quen lắm. Bây giờ con nhìn kỹ lại. Không. Nè con ơi, mai nó giống mai, người giống người. Đúng hiểu rồi. Không? Trời bây giờ nè. Vậy? Giờ cây mai mới có chỗ dọn cơm, cả nhà ăn cơm xúm họp. Phụ khi nè. Dạ. Chật tật. Tôi nói không được quyền chơi. Là sao? Dọn chỗ nào ăn thì dọn, dứt khoát không ăn chỗ này. Trời ơi, ông đó nha, năm nay mà ông chướng hơn kỳ cục như vậy á, để cái mai trần dân ở dưới nhà, cúng không có chỗ cúng, cơm không có chỗ ăn, tụi con ra sao bếp ăn cơm với má, để cho ông ôm cái mai ông ngủ đi. Tôi cho ông ai nha, canh cho kỹ nha, hở ra một cái là tôi vác cây mai tôi riêng ra ngoài lộ đó, đi vô với má. Đấy. Má ơi, dạ. Má. Ủa, ngon nha. Tía có ăn cơm không con bới tía? Đi vô, tía tiệt thật luôn. Dạ. Ngon nha, bây giờ dám lớn tiếng với tôi nha. Chú, ai vậy? Trời con nè, làm gì mà ngồi ngủ gục với trời. Nè, bản hợp đồng trả lại một bản cho chú nè, chú giữ cho kỹ nha. Rồi. Nhớ nha, mất rồi đền 300 triệu á. Nữa mà cứ nhắc đền 300 triệu hoài vậy. 300 triệu đối với chú là bình thường, chú là đại gia ngầm chứ nữa. Sao biết chú đại gia? Thì chứ thuê cây mai bự và bá về không để trong nhà. Ừ. Rồi đem ra cái biệt thự nào đó để đúng không? Biệt thự nào? Biệt thự nào ai biết? À, chứ tự nhiên nói chú chân cây mai ở biệt thự. Chú chân cây mai tại nhà chú thôi. Cây mai đâu? Thì mai đây nè. Đâu? Ê trời ơi! Ê! Cây mai đâu rồi? Cái gì vậy tía? Trời ơi! Hả? Mai đâu? Mai hả? Trời ơi, kêu mai má đâu? Thì kêu là ông là bà thôi, lớn tuổi rồi đừng kêu tên nữa. Má ơi, gì? Mai đâu kìa. Cái cây mai đâu? Ủa? Mai đâu? Cái chỗ này hồi nãy có... Trời ơi, mất cây mai rồi hả? Chết tôi rồi. Vậy là đền cho công ty con 300 triệu đó. Cái gì? Ủa? Cái này là chú thuê công ty của con. Hả? Thuê cây mai giá 10 triệu trong 3 ngày Tết. Nếu mà mất là đền 300 triệu, hợp đồng mới đưa xong tức thời. Trời ơi, ông đi chết đi.
nghĩ sao mà đi mướn cây mai về để hả trời? Để tôi giải quyết cho. Anh Long, cho chết nhà em rồi, chết rồi Long ơi. Ủa là sao? Sếp em. Ồ, sếp là dạ, nhân viên con. Sao sếp xuống đây? Ủa là sao? Là đây là nhân viên, đây là sếp, là giám đốc công ty cho thuê cây nè, con là. Đấy, còn anh là sếp của nhân viên. Thì em biết anh là bên cây kiển rồi, nhưng mà anh là giám đốc. Đúng rồi. Đây là nhân viên của anh. Qua đây con, qua đây con. Gì vậy Tiếc? Dạ. Con là chủ của cây mai đó luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Không có bồi thường, không có bồi thường 300 triệu. Cái cây mai đó là cây mai quen hả? Dạ đúng rồi, hồi nãy con nói là cây mai này quen lắm, con nhìn con biết liền. Ông đó. Thế mà không có được nha, cái nào ra cái đó, gia đình ra gia đình chứ. Trời, ông làm mất cây mai quý nhất công ty mình 300 triệu đó. Nhà có ba lớn mà thuê cây mai 300 triệu. Trời ơi, bây giờ mất rồi tiền đâu mà thôi. Đây nè, tôi giải quyết ngắn gọn. Bây giờ cái vụ này á là để tôi giải quyết cho. Tôi sẽ nói với ông ha. Bây giờ đó, mai này không có, ông phải đền cái khác cho người ta. Em bắt về đi. Là sao? Bác cũng mai. Không phải, ý bác nói là bác sẽ ở đợi trả tiền cây mai đó cho con. Tôi xin lỗi bà, cũng vì sĩ diện thôi. Tôi sợ là con gái của tôi nó mất mặt với bạn trai nó, cho nên là tôi có thuê cây mai về để thấy nhà cửa nó sang trọng, để bạn trai nó không quýnh giá gia đình mình. Rồi bây giờ sao đây, cái cây mai đó giờ mất rồi phải không? Thì lo đó, lắm phải không? Thì đó góp từ từ đó, tháng 200 ngàn đó. Góp cái gì? Thôi đi, nói vậy thôi. Cây mai không có mất. Ủa, vậy chứ cây mai đâu? Dạ, cây mai là con đã kêu anh em chuyển về công ty rồi. Chuyển về chi nhánh đây nè. Dạ, đó con kêu anh em là đem một cây mai mới là phù hợp với không gian gia đình của mình hơn. Dạ. Cái cây mai có người chở nó liền. Mày đó, khinh cây mai cho anh coi đó. Đó, cây mai vô đây học rồi. Đó, đừng để lại để lên bàn đó. Dạ chứ, đó. Thấy chưa? Trời ơi. Ở dưới căn nhà, ghê luôn. Thì đó, cái cây mai này hợp với cái không gian trong căn nhà của bác mẹ. Đây là năm nay gia đình thì của chú á là ăn Tết hạnh phúc nha. Tài ơi, có ông cắt cái đầu tôi như chó cả. Ê, 26 sửa lại cho mày. Mày có 26 Tết ổng còn xin lỗi tôi, ổng còn nói là khuyết mãi là ổng cạo lông mặt cho tôi miễn phí nữa chị. Bữa hôm đó ổng có gây lộn chị không? Có. Hèn chi bữa đó ổng đè tôi xuống, ổng không cạo lông mặt mà ổng cạo lông mày nè. Đi vô lem bem vũ phu. Thứ đàn ông mà vũ phu. Tôi ở bên nhà là tôi nghe cái giọng của anh chửi vợ xói mỗi ngày nha. Chị nhà chị hiền muốn chết nha. Gặp tôi bẻ ở đâu rồi. Mày cắt tóc không? Cắt chứ, cắt. Căng quá à. Nay sửa cho đàng hoàng nha. Nói nhiều quá. Ráng cắt đẹp đẹp nha, mùng 1 đi chúc Tết á. Ngồi im đi. Tôi nói thiệt chẳng đặng phải đừng tôi mới qua chứ nhìn cái mặt của ông giờ tôi ứa gan ghê. Lúc nào mặt cũng quạo đeo à. Sắp vô mánh rồi đó. Vô mánh gì mày? Cái miếng đất mà tôi giới thiệu cho ông mua đó, miếng đất của ông cha Sáu đó. Miếng đất ba mặt tiền của tao, sao rồi? Ba mặt tiền giáp xong. Ừ. Sao rồi sao? Bây giờ miếng đất đó nóng lắm rồi. Hên cho ông là bữa đó ông nghe lời tôi ông xuống tiền cọc đó. Đó. Mà ông cũng lì lắm, bữa đó tôi nói rồi, đặt cọc nhiều nhiều chút xíu đi. Miếng đất ta bán 300 triệu rẻ muốn chết, đặt nhiều đi không, đặt 30 triệu. Có 30 mà đặt 30 chứ sao? Bây giờ nghe, người nào mua mà mua cao hơn, lạng quạng ông đền cọc cho ông đó. Ê mày nha, vậy không được nha, của tao nha, cái đó là của tao. Yên tâm đi,
năm tài tử này mà làm cò rồi thì bảo đảm không bao giờ có chuyện đó, tôi ba rê hết rồi. Ba rê hả? Dĩ nhiên, nguyên cái nhóm đờn ca tài tử của tôi á, cứ sáng sáng là qua canh me ông Sáu, tôi cử hai đứa xách theo hai canh đế vậy nè. Ừ. Cầm theo dĩa mồi, ông Sáu vừa mới ngủ dậy mở cửa nhà ra nó tràn vô nó mời ông Sáu nhậu nhậu chừng nào quắt cần cầu nó mới về. Hay à, hay. Đâu có ai gặp được ông Sáu đâu. Hay quá mày, hay quá. Hay không? Mỗi ngày tôi trả nó 50 ngàn mà. Mày hay quá, mày giúp anh đi. anh thưởng nha. Cắt đi, cắt đi. Ừ, ừ. Mà tôi nói thiệt nha. Cái vụ gì thì vụ, tôi giữ hết sức rồi nhưng mà cũng tranh thủ xuống tiền đi. Gì à? Vợ tao làm bể đồ thôi, không sao đâu. Vậy hả? Ừ. Nè, tranh thủ xuống tiền là nhanh nhanh đi. Tôi... hình như là tôi nghe là trong đó bể đồ có quy trình á. Nãy giờ tôi nói tới chữ xuống tiền là chồng. Đó. Tôi tức ghê. Mày ngồi đây chơi, tao vô tao đập con vợ tao một trận liền. Ê, cái gì vậy anh Tài? Vợ tao phải dạy mới được. Anh Tài. Trời ơi, cái gì? Ê, trời ơi. Đó. Giỡn mặt với tôi hả? Vợ con nói biết nghe vậy. Sao hai mắt bể bóng đèn à? Mày có cắt bóng không? Cắt bóng ngồi xuống. Cắt. Mày nhiều chuyện quá. Anh ơi, vậy là bữa vợ bên nhà của em mà nghe tiếng khóc la bên đó là anh khóc chứ đâu phải chị khóc không anh? Ui dạ. Không. Dạ. Em xin lỗi, Để em hỏi câu khác. Dạ. Anh, vậy tính ra là cái miếng đất đó đó là chỉ không có ưng anh mua ha anh? Vậy không ấy giờ anh có quyết định mua nữa không? Anh có xuống tiền không anh? Sao nó mát mát vậy anh? Dạ em thấy tình hình nó nóng quá. Dạ thôi em xin chúc gia đình yên ấm và hạnh phúc, em đi về. Sao? Nãy mạnh miệng lắm mà. Sao giờ con dòng như con tôm vậy? Hả? Sao? Em hứa với anh là Tết này cho anh ăn Tết đi ngủ. Em không đánh anh nữa, đừng có hất hứa. Tôi hứa với anh á là để cái gia đình này ăn Tết yên ổn là có thiệt. Nhưng mà anh cứ chọc cái máu gan tôi hoài à. Sao vậy? Anh có biết là cái số tiền đó tôi dành dụm cả năm trời, mà bây giờ anh cầm cái số tiền đó anh đi đặt cọc tiền đất hả? Hả? Em không biết gì hết đâu. Tại dịch ông Sáu mới bán giá đó, chứ ông dịch dễ gì mà ông bán giá đó. Trời cho mình phải hưởng chứ. Trời cho hả? Đúng rồi. Ừ. Giờ tôi quýnh anh thành trò chơi luôn nè. Tôi chưa có ném mà. Nhưng mà tôi trúng rồi đó. Giờ tôi ném mới trúng nè ha. Ê, anh đứng lại cho tôi. Trời ơi, chơi. Anh đứng lại. Cái gì vậy mày? Đứng lại. Ôi, Anh thua rồi. Ủa anh đây? Người ai đây? Ủa? Cha. Trời đất ơi. Cha, con xin lỗi. Dần ơi là dần. Dạ. Tao là cha mày mà. Không phải, tại con đang quýnh chồng con tự nhiên cha sấn vô chi. Trời đất ơi, thằng rể, sao làm gì mặt mày như gấu trúc vậy con? Con gái của cha mang cho con đó. Đi qua đi, cứ đi. Hung dữ quá. Con hận cái quân nào, cái ngữ nào đi dạy dỗ cho con vợ con từ nhỏ. Ác nhân tệ hại. Cái quân cái quân đó là tao đó. Cái ngữ đó là tao đó. Con xin mày lỗi. Leo lên đầu tao, mày ngồi đi, tao dạy dỗ cho con gái tao đó. Thì ra cha là người nói giáo cho giặc. Trời ơi, mày tin tao mày. Ủa cha quánh nó chưa? Chưa cha. Sao nó văng đi vậy? Bị vậy mà bầm hai mắt á. Lòng tin ghê hen. Trời, hoàng ức cho con lắm cha ơi. Tao mệt mỏi quá.
Bây giờ có cha ở đây nha, cha xử một lần một nè, cho gia đình êm ấm rồi ăn Tết đàng hoàng. Đứa nào oan ức gì nói, tao mở phiên tòa ngay tại ở đây luôn nè. Rồi, mời bị cáo, mời nguyên cáo vô chỗ. Rồi mày là nguyên cáo phải không? Dạ. Bên đây. Con cũng làm gì vậy giận? Con bước lên bục đó cha. Tại sao phải bước lên bục? Con lùn quá mà. Hai đứa này lòng tin nó cao hơn núi ha. Rồi đây, chủ tọa nè. Đứa nào oan ức gì nói. Kính thưa quý tòa, tôi là một người chồng, nhưng tôi không có quyền của một người đàn ông. Trong nhà này tôi không hề có một chút quyền hành nào hết. Tôi còn bị bạo hành nữa. Bạo hành? Vợ tôi đánh tôi mọi lúc mọi nơi. Tinh thần của tôi ảnh hưởng tới thể xác của tôi. Tôi là người đàn ông làm ra tiền trong cái gia đình này, nhưng tôi không được phép xài tiền. Tôi muốn mua cái gì tôi phải xin vợ tôi. Dạ, sao vậy? Đồng cảm với nguyên cáo. Quý tòa biết không? Sao con? Nhiều khi sáng tôi thèm muốn ly cà phê, tôi không có tiền để mua. Đi chơi với bạn, tôi toàn dụ bạn trả không à. Nhục lắm. Tôi cảm thấy giống như tôi đang kết hôn với cái máy ATM vậy. Trời ơi. Mà cái máy ATM á, nó lấy tiền của mình, còn có nút ói tiền ra. Còn máy này bị lỗi rồi, nó nuốt tiền vô chứ nó không nhả tiền ra quý tòa ơi. Hay quá, tòa sẽ ghi nhớ cái ý này, về nói lại với vợ của tòa. Tôi phản đối. Gì nữa? Tôi giữ tiền á là giữ vốn cho anh làm ăn, chứ giữ cho ai? Ủa, tôi đang làm ăn mà. Tôi mua cái miếng đất ba mặt giáp xong đó là để tôi bán, tôi lấy tiền lời. Mà tiền lời đó đâu phải mình tôi hưởng, cái gia đình này hưởng mà. Tôi đã nói là không có được mua cái miếng đất đó. Anh mua miếng đất đó tiền ở đâu ra? Tiền anh cầm sổ đỏ với cái ngôi nhà này. Rồi hả, hàng tháng anh phải trả tiền lãi ngân hàng. Rồi lỡ như anh không bán được miếng đất đó thì sao? Thì mẹ con tôi ra cầm cầu ở hả? Đó, quý tòa thấy chưa? Chồng chưa làm ăn mà chù chồng thất bại rồi. Nín. Nín liền. Ông bà mình có câu: tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Dạ, yeah, con chưa chết. Con suốt ngày con quánh chồng, con đập chồng, con chọi chồng. Như vậy là mình vi phạm vô bốn điều, đó chính là công dung ngôn hạnh. Con vi phạm vô cái nghĩa tào khang, cái nghĩa tam tòng tứ đức. Cha sinh con ra, cha dạy dỗ con đàng hoàng, sao lớn lên con học cái thói ở đâu vậy? Thói của ai? Thói của tôi nè mình. Má. Thương lành mình ơi. Đau mà tắm. Đau hả mình? Em chưa có xé xác mình ra là mình nên mừng như mình nha. Sao vậy mình? Mình tưởng đâu mình trốn từ quê lên trên đây là mình trốn được em hả? Không đâu, không đâu. Mình vừa phóng lên xe đò là em nhảy lên xe bò, em theo mình liền đó mình ơi. Ủa má, ở dưới quê có chuyện gì mà ba phóng lên xe đò ba đi dữ vậy? Ta nói kể cho rể nghe nè, cái trại gà Tư Lanh là nổi tiếng khắp vùng đúng không? Đang ăn nên mần ra, tự nhiên nghe lời bạn bè đâu không biết nữa, bán sạch gà trơn hết rồi. Hùng tiền với bạn với bè mở ra cái quán karaoke mà ta nói mùa dịch giả, đâu có ai lại hát đâu. Lỗ một khúc, sau đó tính sao bây giờ, sang tay cho người ta lỗ một khúc nữa đó con à. Trời, Tư Lanh. Dạ, ôi, ta cũng vợ ta kêu bằng mày. Bà ta 20, cái chuyện tôi làm ăn thua lỗ với thì em đi lên đây nói trước mặt mấy đứa nhỏ, nhục chứ bộ. Ủa nhục hả? Chứ nãy giờ tôi nghe chồng của tôi quan quan xử trên đây mà, ông xử hay lắm mà. Bây giờ có tôi trên đây nè, ông xử đi. À đây đi, mời chủ tòa. Ôi, ngồi đi nè. Đó, ngồi xuống rồi con gái qua bên đây. Con rể đứng yên đó. Rồi xử đi mình. Sao? Ê mày bậy. Quá bậy con rể. Nhăn nhó cái gì, cuối cùng là phiên tòa quyết định. Mày có tội, nhỏ này vô tội, bãi tòa. Mình
Còn cái chuyện của mình đó, qua Tết em xử sao? Em coi trong mấy ngày Tết á, nếu như mà mình có thay đổi tính hết á thì cho qua, còn nếu không á, em cúng em rước ông bà xong em tiễn ông bà đi, em tiễn mình đi luôn. Sáng giờ con luôn vô công chuyện á, chưa có mua trái cây mà để đơm lên cho ông bà nữa. Trời ơi con ơi, mình phải lo cúng Tết nhất trước chứ con. Không, bây giờ má đi chợ với con đi. Rồi rồi rồi, đi chợ nè, hai cho con ở nhà dọn dẹp ăn Tết đi nha con. Dọn dẹp ăn Tết. Ê khoan khoan khoan, nhà người ta có quyền ăn Tết nhưng nhà này không có quyền ăn Tết, đặc biệt là hai cha con ông nghe không? Không ăn Tết thì sao? Trời ơi, Tết thì mình phải dọn dẹp nhà cửa rồi mời bạn bè tới rồi này nọ. Đó 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 đó, chính vì mời bạn bè tới đó rồi tụ tập lại đây là tai bắt bạc mừng rồi dịch bệnh lên tùm lum tùm la hàng sao. Tôi nói nha, Tết này á gia đình mình ăn Tết cũng phải giữ vững 5K à, không, riêng gia đình mình là phải 8K. Gì mà 3K ở đâu ra nữa? 3K đó là đặc biệt không chúc Tết, không ăn nhậu và không ra khỏi nhà. Lì xì thì nhận. Trời ơi, ở đâu có sẵn vậy? Má điện thoại kêu con ghi đó. Nè, gối ghém còn 300 triệu giữ giùm tôi đi chợ cái tôi về liền nghe không? 300 triệu tiền gì vậy? Tiền sáng quán karaoke đó. Đi đó. Dạ. Trời ơi, tưởng gian hầu hơn con. Cái nhà này nó có truyền thống mà mày. Nè. Tài ơi, Tài ơi, Tài ơi. Đi. Anh Tài ơi. Đâu rồi anh Tài? Anh Tài, anh Tài. Tài. Hết hồn, hết hồn, hết hồn. Tưởng mới vừa đi cái vợ quýnh già vậy luôn chứ. Tao quánh mày bây giờ á. Ừ hả? Thằng Năm phải không? Tài đâu? Tao đây, tao đây. Ê, gấp lắm rồi. Vụ gì? Cái miếng đất đó. Miếng đất ba mặt giáp xong. Tàng tàng, tàng tàng. Sao sao? Miếng đất bây sao? Giờ nó qua tới xã bên kia rồi. Ông bá ở xã bên kia nghe, mua miếng đất này với giá 500 triệu. 500? Đất lên giá. Ê, cái đất này là tao đặt cọc rồi nha. Là đúng, của đúng tao rồi, đúng rồi, con rể của chú nó đặt cọc rồi đó. Yên tâm, đã có cò 5 tài tử ở đây là không lo gì hết nữa. Sao con? Sao con đã cử cái nhóm đờn ca tài tử của con rủ ông bá đi nhậu. Con nói là con đi kiếm ông Sáu giùm cho ông bá. Nhưng thiệt ra con chạy qua đây kiếm nó. Trời ơi, cái thằng giỏi dễ sao. Trời, qua đây, qua đây, qua đây. Xuất sắc quá, xuất sắc. Bây giờ phải tính cái chuyện của ông bá trước đi. Mày đi qua mày nói. Bây giờ nó mà là cậu thầy hơn. Tét cho người xé làm đâu. Bỏ xuất đi. Đây, 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 đây. Cái gia đình gì mà bạo hành vậy trời. Đây, mình sửa lại cho nó đi. Mình sửa lại, mình nắm kéo, kéo, kéo. Thôi, thôi, thôi. Con phải bút bê nghe. Dạ. Bây giờ con qua đây là con kêu mọi người xuống tiền đi lấy miếng đất đó. Ờ, đúng rồi con. Đi xuống tiền đi. Xong rồi con chạy qua kêu ông bá sang tay miếng đất lời 200 triệu. Xuống tiền đi con. Bây giờ 200 ngàn đâu còn không có, lấy đâu ra 200 triệu xuống. Vậy thôi tôi qua tôi bán cho ông bá. Ê mày. Ôi, bớt đá, đẩy đi con. Tài ơi, chết tao Tài. Tôi có. Đứng lên, bước ra đi. Đây. 300 triệu. Đi lẹ lên, đi qua đi. Má mày kêu tao ở nhà dọn nhà. Về mà bà không thấy tao ở nhà, bà xé xác tao ra làm đâu á. Hai đứa đi thôi, hai đứa đi. Thôi hai đứa mình đi. Đi. Khoan. Cha con nói nghe nè. Sao vậy? Bây giờ con vợ con về mà nó không thấy con, nó cũng xé xác con ra vậy. Ờ vậy thôi mày ở nhà luôn. Một mình con đi. Rồi, để con đi. Cầm tiền về, nhớ nghe. Trời con. Dạ xin hỏi, nhà cửa còn dơ quá. Tại sao hai cha con lại thảnh thơi ngồi giống thần tài thổ địa vậy? Tại sao vậy? Tại sao không dọn nhà? Tại sao phải dọn nhà? Dọn nhà là chuyện của đàn bà phụ nữ. Đàn ông bằng cái giống gì? Đàn ông là xây nhà, đàn bà phải xây tổ ấm. Chứ không phải sai chồng làm giống kiểu vậy được. Má ơi má, con thấy trong cái nhà này có mùi tạo phản nha má. Để đó, tao vô tao lấy tiền, tao ra ngoài chợ. Vô tiền má đâu? Hả? 300 triệu má đâu? Ủa, má để đâu? Má để... Chồng ơi, 300 triệu tôi đâu? Cái vỏ, cái túi điểm, 300 triệu đâu? Mình có thể bình tĩnh được không? 300 triệu là sao mà bình tĩnh nữa? Khỏi kiếm. Tôi đưa cho thằng Tài rồi. Tài ơi đừng giấu má, tôi còn trả má. Trả má. Tiền của má đâu? Đừng có hốt hoảng như vậy. 300 triệu đó con đem đi kinh doanh rồi. Cái gì? Anh muốn chết hả? Cô có biết cái miếng đất ba mặt tiền giáp xong mà cô chê đó. Ông bá ở xóm bên, ông trả 500 triệu. Bây giờ tôi lấy 300 triệu tôi chồng vô, chiều nay tôi sang miếng đất cho ông lời 200 triệu đó. Hai cha con tôi đó đem tiền về để coi hai má con bà có còn coi khinh những người đàn ông trong gia đình mình không. Cái gì vậy con? Sao? Từ lành tôi nói vậy. Không có nói gì hết. Nghe tôi nói nè. Cha, tất cả mọi việc ở trong nhà này kể từ hôm nay trật tự sẽ phải được lập lại. Tôi nói bà nghe,
Từ bây giờ tôi nói một tiếng bà phải dạ, phải thưa, quỳ gối xuống la 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 la, chứ phải mở miệng ra chửi xong xỏn như bữa giờ. Ê nè, nín. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi nói cái gì ra cũng phải nghe, cấm cô cãi tôi nửa lời, nghe chưa? Trời ơi anh, chưa hết. Nghe đây, chồng đi về nhà cơm nước phải đầy đủ ba món, canh xào mặn, à ăn xong phải có trái cây tráng miệng được trang trí đẹp như ngoài tiệm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sau khi tôi đi nhậu về, tôi cấm cô lèm bèm. Tôi mà nghe cô nói một tiếng bình luận về tôi đi nhậu là tôi tán. Mày tán ai? Trời ơi, đó lộn. Ba, từ bây giờ tôi đi nhậu về phải lấy nước nóng cho chồng rửa chân, chồng mệt phải đập khăn lạnh một cái bóp, lau mặt xịt dầu thơm, hỏi anh khỏe không? Vô karaoke hả? Ừ. Hả? Vậy đó. Hai cha con ông điên đủ chưa? 300 triệu của tôi đưa thằng Năm tài tử, nó đem đi nè, ổng đi luôn là hai ông chết chết thôi. Thôi đi, tại sao gieo tiếng quán cho tôi vậy? Tại sao thân cò cực khổ đi làm cho mấy người mà mấy người gieo tiếng quán cho tôi? Tôi khổ quá mà. Năm ơi, sao ướt dẹp vậy con? Sao ướt cái gì? Con bơi vô đó chú. Ồ vậy hả? Lên đây ngồi. Sao rồi con? Cái vụ đất đai sao hả? Giấy tờ sao rồi? Làm sao rồi? Mình nói đi đó con. Ông nói cho anh. Thôi! Tôi bơi mệt vô rồi con. Xong xuôi hết rồi. Sao cưng? Ký tên lăn tay luôn rồi. Cái miếng đất đồ giấy tờ đâu? Đừng nói giấy tờ, tôi mang đất về cho mấy người luôn. Trời ơi! Đây nè, miếng đất ba mặt giáp xong nè. Miếng đất á, ba mặt á. Đúng rồi. Giá xong. Đúng rồi. Bự. Sao cuối cùng nó cô lại còn có một chén vậy? Hồi nãy á, con qua bên ông Sáu á, con lấy giấy tờ đất về con nghe một cái đùng. Cái gì vậy? Cái gì? Đất nó sạc. Sao mà nó bị sạc? Mấy hút cát lậu ở ngoài đầu nguồn á, làm xói bờ đất, sạc miếng đất của ông Sáu rồi. Rồi sao nữa? Con với ông Sáu bị trôi ra giữa dòng. Ông Sáu ông đu theo chiếc xà lan chở cát, giờ ông biết trôi đi đâu rồi, ông biết tết về kịp không? Riêng con đu được chiếc áo phao, con bơi vô. Vô được tới bờ, con thấy miếng đất của ông Sáu còn được húm, con hốt mang về cho mọi người nè. Nè, cầm. Nè, tắm. Miếng đất ba mặt giáp xong đó. Ba mặt giáp xong, còn lại một chén ba cây nha. No! Nín đi, mình nín đi, còn gì nữa đâu mà khóc với sao. Hay, công nhận gia đình hát dở ẹt luôn á. 50 năm 300 triệu. Chưa có mất. Ôi, sạc ra giữa sông. Chưa có mất. Mày mới kế chắc được gì vậy? Cái gì? 300 triệu chưa có mất. Trong cái vỏ kìa. Sao vậy? Hồi nãy qua ký giấy lăn tay, chưa kịp chồng tiền là sạc miếng đất rồi, ôm cục tiền bơi luôn mà. Trời ơi, hay quá, quang hô. Thôi đi, chúc mừng. Vui lắm hả? Vui chứ, vui. Mấy người vui rồi, tôi nè. Bữa giờ giữ cái miếng đất đó mà tốn mỗi ngày 50.000 ba tuần lễ rồi. Bây giờ tôi phải lấy tiền vợ tôi trả nè, mọi người vui đi. Cầm về. Cái lương hương này về là chắc tôi thờ tôi nè, vợ tôi đi giết tôi chết đi nè. Năm. Ở đó mày vui đi. Năm ơi. Bà Tám ơi, không có mất tiền. Trời ơi, mừng quá vợ ơi, không có mất tiền. Nè, tiền của mình là Tư Lan ông giữ. Nè, chùa khóa tủ tiền nhà mình nè, anh giữ đi. Ủa? Tiền bao nhiêu anh đưa tôi á là tôi cất có trọng hết á. Giờ tôi không giữ nữa. Anh giữ đi. Anh muốn làm gì thì anh làm. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ủa? Má, hai má con mình đi má. Ê, mày đi được rồi, mày dắt vợ tao theo làm chi? Nó không dắt tôi cũng tự về nè. Ông vậy? Nghĩ sao vậy Tư Linh? Tôi giữ tiền là tôi giữ tiền cho ai? Tôi giữ tiền cho gia đình mình, cho ông, cho con, cho cái. Vậy mà cứ nói là tôi giữ, là tôi xong xỏ, tôi chửi chồng, tôi đánh chồng. Cho mình tôi nói một câu tôi thôi. Tôi có cấm cản gì ông đâu. Ông đầu hai thứ tóc rồi, ông làm cái gì phải bàn bạc với vợ. Đâu có lúc nào mà tôi cản ông đâu. Mình phải bàn với nhau, mình là vợ chồng mà ông. Má, nãy giờ má nói không mà má không có cho cha nói được tiếng nào hết trơn á. Thì nói đi.
Tám ơi, tôi xin lỗi bà Tám. Thiệt ra tôi cũng biết là tính tôi bợp chợp, nhưng mà tại vì á, tôi cũng muốn gia đình làm ăn êm ấm mà. Có điều lỗi của tôi là không có bàn bạc với vợ con. Nhưng mà cũng tại bà, nhiều khi tôi bàn bạc bà cũng la, bà cũng chửi tôi hoài. Tôi sợ lắm. Tôi chửi nè. Ờ đó, trời. Đồng vợ đồng lòng mới được nghe. Đi rồi. Cha. Gì vậy? Má. Vậy. Nín cho con nói chuyện được không? Trời ơi. Em vậy? Anh làm gì vậy? Anh sai rồi. Em muốn đánh gì anh cũng được. Đừng có bỏ anh đi được không em ơi? Không có em, anh không biết sống làm sao hết. Em ơi, chìa khóa tủ tiền nè, em giữ đi. Anh không dám cầm đâu, áp lực lắm. Anh chắc chưa? Anh chắc mà. Anh thầy em à, từ nay về sau nhà này 9 ca. Má mới quyền mình định có 8 ca đâu ra 1 ca nữa thằng con kia hả? Con mới thêm 1 ca nữa má. Ca gì nữa? Không cãi vợ. Thưa quý vị khán giả, nhân dịp năm mới thì cho phép Đinh Toàn, Anh Tài, Hồng Trang, Ngọc Xuyên, Quỳnh Tiến Khoa chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui, đặc biệt là xuân nhâm dần, tình cảm rần rần, tinh thần phấn chấn, nhà thêm nhiều tấn, vàng thêm mấy cân, tiền thêm vài tấn, ai cũng có xuân. Rồi xong, mời bà con cô bác tất cả mọi nơi đến với gian hàng Sớp Sủ. Sớp Sủ có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng, bánh kẹo, quần áo. Ê! Xong, thiếu một hộp rồi. Đợi xíu nha, đợi xíu nha bà con nha. Ê! Ê! Úi da, úi da. Ôi cái giò của tôi. Ây da, cái giò. Chừng sao không vậy? Ây da, qua cái tay rồi. Tay sao vậy? Ây da, tới cái đầu rồi. Đời đi, tới cái đầu đau quá. Anh hai. Dạ. Ủa ai à? Ủa? Em nè. Em đứng đây nãy giờ có thấy ai đụng anh này bỏ chạy không? Có em là chứ ai. Em đụng anh hả? Chứ ai. Sướng sát. Em dừng trước khi mà anh té luôn á. Thì thời buổi khó khăn mà kiếm được miếng nào hay miếng đó. Kiếm gì mà kiếm. Rồi anh làm gì đi đồng rình mò ở đâu ra vậy? Rình mò đâu? Cái gì vậy? Anh đi ăn hàng đi. Đi à, dạ, ăn dạ. Hàng. Cái mỏ nhọn nhọn. Cái bụng bự bự là biết đi ăn hàng rồi à. Mà ăn hàng thì đi bình thường. Ủa đi ăn hàng chứ phải đi ăn trộm đâu mà rình mò dữ vậy. Khùng quá à. Ăn hàng của em là ăn hàng bình thường thôi. Còn của anh là ăn hàng hóa. Là thấy cái hàng hóa nào được cái mình lấy. Trời ơi, người ta gọi là lấy hàng mua hàng ông ơi. Cái đó là mua hàng. Đúng rồi. Chỗ này là mình lấy hàng miễn phí. Ở đâu ra? Kìa, thấy chưa? Ồ, thấy chưa? Thấy rồi. Sáng giờ rồi. Ủa vậy hả? Em chạy xe về để em lấy nè. Đứng trên dạ. Hai mất thời gian quá. Mà qua đây coi nè. Coi. Bánh ha. Quần áo ha. Ôi. Ai mà thèm. Lấy đi. Lấy đi chứ thèm. Quá trời thèm. Em lựa cái áo nè anh hai. Đẹp không? Áo này vừa với em á. Nhưng mà em lựa size lớn hơn xíu đi. Uống chi vậy? Để năm sau em còn lớn em mặc được hiểu không? Ôi anh lo quá. Thôi mà lớn lên qua đây lấy tiếp. Ở dạ. Ê, có cái áo này em thấy vừa y với anh luôn nè anh hai. Không, cái áo này nó bự lắm. Sao bự? Năm sau thế nào anh cũng bự hơn cái áo này mà. Thằng bé anh nói để về. Về. Đi, chắc xe về. Rồi. Bây giờ một hộp này nữa là. Ủa? Gì đây ta? Hộp này đâu ta? Đứa nào lấy? Anh hai lấy á. Lấy cái gì mà lấy của mình cho anh hai không à? Em lấy cho mình em kìa. Rồi phần của mẹ đâu? Thì giờ qua lấy. Ừ. Trời thiệt tình. Mẹ thích ăn cái gì ta? Anh biết lựa nào để đẹp cho mẹ đi. Ê. Có cái áo này đẹp nè. Ui. Áo hả?
cao. Ý dạ. Ủa, chú Minh Dương gì vậy hả? Lựa đồ thì mình đứng lên mình lựa, đúng rồi, chứ mắc gì mình núp như hai con vậy. Cái gì nè? Nói chú nghe. Cái gì? Chú lựa hàng ở đây á, ở đây con nói chú biết nha, là 70% đồ ở đây là đồ nam, đúng. 30% còn lại là đồ ăn, đúng. Không có đồ nữ đâu, đừng có lo mà mang về cho vợ chú. Mẹ không chú, con nghĩ là người ốm ốm như chú nên lấy đồ ăn đi, ăn cho nó mập mập tròn tròn dễ thương giống con. Điều mà hai đứa con nói chú đều biết hết rồi. Chú nè là chủ của cái shop sủ này nha. Về đứng lại lấy đồ mà ông chịu. Cảm ơn vậy anh hai kỳ quá. Cảm ơn chú. Ở đây lấy đồ không cần cảm ơn, công đức vô lượng, lấy ngân lượng thôi. Ủa chú, ở đây ghi là ai cần lấy một phần chứ đâu chữ ngân lượng đâu. Nè con, hồi đó con có đi học không? Có. Rồi con đọc hết một trang rồi sao? Qua trang. Ui, trả liền tiền mặt, không ship miễn thiếu. Anh hai, trả tiền kìa. Trời ơi, người ta đòi tiền thì mình trả hàng lại đi. Hàng mua rồi, đổi trả tao giả. Trời ơi. Em thấy chưa? Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi. Mình đi lấy hàng á thì mình phải coi trước coi sau. Hàng nào mình lấy được á thì mình lấy, hàng nào không lấy được á thì thôi. Làm phiền bác chủ kìa. Xin lỗi. Dạ, đứng lại đó. Nè hai cháu nhỏ. Con mới thích cái này lắm đúng không? Dạ đúng. Hai cái này hồi nãy con chọn đúng không? Dạ dạ đúng. Cứ cầm lấy đi. Cảm ơn chú. Ba dạ. Món 500. Dạ. Giả liền nha. Giả một cái mặt liền nha. Ờ chú ơi, chú buôn bán mà chú ghi không có rõ ràng. Tại con đọc không đàng hoàng. Chú ghi không có chính xác. Con đọc sớm xa sớm xác. Chú. Nè con em chú buôn bán mà, đâu phải làm từ thiện đâu mà tớ lấy rồi đi về. Không rồi chú. Mà cũng không có đổi trả gì ở đây. Chú buôn bán là chú kiếm tiền. Dạ. Không? Chú chắc chiêu từng đồng từng cắt thì đó là tiền của chú. Dạ. Không phải tiền của dòng họ con gửi cho chú rồi mua đồ con tới đây con lấy. Không có nhân mà gì hết á. Thật sự nha, bây giờ con phải trả tiền đàng hoàng cho chú. Nè, chú. Nhà con ở đâu? Dòng họ con là ai? Ba má con là ai? Kêu hết ra đây nói chuyện với chú. Chú em con. Có chuyện gì? Có chuyện gì mà sao trong cái xóm này vậy? Chào huynh. Chào tiểu muội. Dạ. Xin lỗi, huynh đây là... À, tôi là Tân Sủ. À. Chẳng hay tiểu muội đây là... Dân, muội là Canh Tí. Người là hàng xóm cũ. Xin chào Tân Sủ, người hàng xóm mới. Ôi, mai thai. Nàng xuất hiện nơi đây để giúp ta giải quyết chuyện này. Bởi vì ta chân ướt chân ráo mới tới, chẳng biết được hai tên này. Ba má ruột thật sự của hai đứa trẻ ngỗ nghịch này là ai? À, thưa huynh, nếu như mà huynh đã hỏi thì muội cũng không ngại trả lời. Nhưng trong cái giấy trả lời của muội có một tin vui và một tin buồn. Tin buồn. Ba của chúng nó đang ngồi trên bàn thờ cách đây 5 năm trước. Ôi, buồn quá. Tin vui. Má của hai thằng phá hoại hiện tại đang đứng ở đây. Thì ra là bà. Vâng. Bà là má của hai đứa trẻ ngủ nghịch này. Đúng. Bà biết dạy con bà quá ha. Rõ ràng chưa? Bây giờ bà tính sao nè? Sao? Dạ xin lỗi anh nè. Anh nói ai cũng được, nhưng hai đứa con tôi không hề ngủ nghịch, không hề phá hoại nhưng anh. Tại vì sao? Đây nè, nó có tên có tuổi đàng hoàng. Đây, anh hai tên Dần. Dạ. Đây, thằng Út tên Mẹo. Má của nó Tí. Rồi ha, rồi gia đình của tôi nó đã được ba má nó dạy dỗ rất là đàng hoàng thưa anh. Ba má nó dạy dỗ đàng hoàng hả? Dạ. Bà là má của nó, tôi nhìn cách dạy dỗ của bà tôi đã biết rồi. Còn cha của nó là ai? Ôi, tôi không cần quan tâm tới. Anh không quan tâm tôi cũng nói, tại vì cha của nó chính là ông xã của tôi. Con bạn cắp đồ tôi đó. Tụi con có ăn cắp không? Dạ không. Nó lấy đồ tôi đó. Các con có lấy đồ không? Dạ có. Bà ngơ ngác. Bà tan nát cõi lòng à. Bà đau đớn tâm can. Cho dừa bà. Mẹ. Mẹ, mẹ,
mà của tại sao vậy anh ơi? Tôi xin lỗi anh, coi như là tôi dạy con tôi không nghiêm, tôi dập đầu tôi xin lỗi anh. Mẹ đứng tại con mẹ của con, tại sao đi lấy đồ của người ta? Con có lấy nhưng mà con lấy theo lời bác sủ ghi kìa. Ủa? Ai cần lấy một phần chứ bộ. Nhưng mà con không đọc phía sau, hàng phải trả tiền miễn thiếu. Sơn xác không đọc kỹ, lỗi là ở tụi con. Anh ơi, lỗi là cũng ở tôi dạy con cái tôi không tới nơi tới chốn. Ông bà người ta thường nói con dạy cái mang, muội dạy lai chịu đòn. Vậy thì chị ấy chịu đòn đi. Mẹ hành nè. Ủa anh ơi, xin lỗi, nãy giờ tôi liệu tôi hát cái lương, tôi cầm đồ của anh tôi hát tôi diễn thôi mà mắc gì chút đâu. Không chị, cái mà chị liệu á, chị thích, chị đam mê, chị thể hiện đó là chuyện của chị nha. Nhưng mà đồ của tôi chị lấy rồi thì tôi chốt, chị lấy một món tôi chốt một món, chị lấy ba món nữa con, chị lấy ba món tổng cộng 6 món 2 triệu. Trời. Anh ơi, thôi bây giờ vậy, anh lỡ chốt đơn thì tất nhiên là tôi tiền tôi phải trả cho anh. Nhưng mà tôi cũng phải nói cho anh biết rằng hai đứa con tôi không phải là những kẻ đi lấy cắp của người ta. Tại vì có sự hiểu lầm nho nhỏ như vậy, anh để là ai cần cứ lấy một phần. Đó, hai đứa nhỏ nó thấy, nó tưởng cũng giống như ở trong cái chợ của tôi á, cái quầy từ thiện của tôi cũng để là ai cần lấy một phần. Cho nên nó thấy ở đây á, vắng vẻ, không ai qua lại lấy hết, nó mới lấy giùm để nó đem ra chợ để cùng phân phát cho mọi người, đúng không tụi con? Dạ, đó, đúng rồi. Đó, rồi hàng tháng á, tôi cũng nấu cơm nè, tôi đem đâu ngoài tôi phát từ thiện, tôi làm từ thiện đó anh. Chị làm từ thiện hả? Dạ. Tôi không có làm từ thiện. Dạ. Đồng tiền nó đi liền cúc ruột mà chị. Hồi bữa tôi đau ruột thừa ha, bác sĩ mổ ra môi cái ruột tôi ra định cắt, tôi không cho cắt, tôi bắt nhét vô lại mai lại cho tôi đó. Dạ anh ơi, người ta nói là cho đi là còn mãi đó anh. Dạ thưa chị, thời điểm này tôi không muốn cho không ai thứ gì. Bác ơi bác, sống là phải biết cho đi. Bác sống đừng có ích kỷ. Cuối đời không ai hữu hỷ. Liêu liêu. Liêu liêu. Hi liêu. Nè. Mà đứng im cho nó nói. Mày nhờ. Mày nhờ. Mày nhờ. Mày nhờ. Mắt gì anh gửi rượt đánh con tôi. Nè chị. Chị không thấy tụi con chị nó nói sai về tôi à? Có gì đâu sai, đứa đúng quá mà. Đúng cái cụ lôi tôi nè đúng. Ai nói với chị là tôi mình nên. Rồi không ai tâm sự hữu hỷ với tôi. Nè. Tôi có con trai đàng hoàng nha. Đây nè, thấy hình tôi với nó không? Trời. Rõ ràng bây giờ nó là nó làm giám đốc rất lớn của một cái công ty ở trên trung tâm thành phố á ha. Nó quan tâm, nó thương yêu tôi dữ lắm chứ không phải tôi ở một mình nên đâu. Rồi nó còn sợ tôi ở dưới quê một mình nên tội nghiệp tôi buồn. Nó kêu tôi bán nhà bán đất lên đây đi ở chung với nó, cho nó đi đi về về thăm tôi cho gần. Đi đi về về. Cái tuần lễ này anh dọn tới đây tôi không hề thấy con trai của anh. Ai nói chuyện một tuần? Chứ nhiều. Một tháng trời rồi nó có về đâu. Đúng. Đây. Nhưng tôi chỉ cần gọi cho nó một cái thôi là nó sẽ xuất hiện ngay đây thôi. Mà sao đứng im vậy? Tôi đang gọi cho con tôi. Sao lâu vậy? Đang đổ chuông. Ủa rồi chừng nào bắt máy? Đang chờ. Chờ đến bao giờ? Nó bắt máy rồi. Úc à, hôm nay là giáp năm của mẹ rồi đó. Mẹ, con của bác chủ bắt máy rồi. Vậy là mẹ đã toại nguyện siêu thoát đây. Bà ngưng ngang cái sự siêu thoát của bà đi. Trời ơi, gia đình bà làm gì vậy, phối hợp gì vậy? Ủa, tôi đang làm ra cái diễn cảnh là ông chờ đợi con ông mỏi mòn đó ông. Không hề, tôi không hề chờ đợi mỏi mòn. Vừa gọi một cái chờ chút xíu là đã nghe được câu con đã đang về. Cha sổ sổ gì? Hay quá. Đi vô trong tôi nói chuyện với con tôi. Khỏe mạnh không? Dạ. Làm cái gì mà đi đâu mà bà biền biệt tháng trời không chịu về. Gọi điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin thì trả lời là nói là con về liền. Mà cuối cùng tới tận bây giờ mới chịu về. Dạ kẹt xe. Kẹt xe một tháng trời hả con? Ủa kẹt đâu tháng vậy? Bữa nay con mới bị kẹt xe. Chứ không phải cả tháng trời kẹt xe ngoài đường hả? Dạ có. Ủa gì hả là
là không kẹt đúng không? Dạ không. Là vẫn tranh thủ đúng không? Dạ. Nè, người phụ nữ kia ơi. Dạ. Có thấy con tôi tranh thủ về thăm tôi chưa? Dạ. Tôi nói cho chị biết, nó hiếu thảo với tôi dữ lắm. Dạ. Về thăm còn phải có quà cáp cho tôi nữa. Đó. Gì? Quà đâu con? À con quên. Trời ơi, quà ơi, quên nè, nữa. Quà từ thiện con chuẩn bị xong rồi. Rồi mình đem rồi. Ra chợ mình cho ta. Tình hạt cho hạt sớm trước Phật. Dạ. Dạ anh ơi, tôi cho anh tôi biếu anh. Tôi không cần quà từ thiện của chị. Tôi không cần lòng tốt của chị đâu nha. Quà của gia. Tôi có quà rồi. Ủa? 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 Y chang. Ủa? Con, sao có quà của con tặng cho cha giống như quà từ thiện Minh Kiếu vậy? Cái này đâu ra vậy? Dạ, trong chợ. Đúng rồi, chính xác là trong chợ. Mà trên cái bàn tụi con để ngoài chợ ghi là ai cần lấy một phần của nhà con đó bác. Dạ. Xấu mặt chưa con? Trời ơi, nãy giờ cha miệt thì cha kê bên kia, cha không thèm lấy. Cuối cùng con tặng cho cha là quà từ thiện của bên kia. Trời ơi, chị ơi, thôi tôi xin lỗi trả lại. Dạ thôi, không có sao, cái này đó, cháu nó đã nhận là của anh, không có sao, hiểu lầm thôi mà. Nè. Dạ. Sao mà tệ dữ vậy, không có đủ tiền bạc đồ này nọ để mua bánh kẹo về cho cha hay sao? Dạ đâu có đâu cha. Thì con chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi. Nhưng mà bị gì lên xe á, con mệt quá, con nằm ngủ. Ngủ cái vừa mới tới chợ, tài xế kêu tới rồi đó, là con nhảy xuống để nôn gặp cha đó, để quên trên xe hết rồi. Rồi giấy tờ đồ này nọ rồi sao? Đâu có, xe quen, tài xế hứa là sẽ đưa lại cho con. Nhưng mà một tin vui nữa là công ty con năm nay làm ăn được lắm. Mọi người, công ty của con năm nay làm ăn phát đạt lắm. Nên là con mới bận bịu tới bây giờ mới sắp xếp được công việc mới về tới đây. Vậy chào hả? Mọi người. Chào chứ không phải công ty con phá sản rồi hả? Rồi con bán hết tài sản của mình, con trả nợ, con trả lương cho nhân viên, đúng không? Rồi cả một cái mùa Tết vừa qua đó, đi kiếm công ăn việc làm đủ thứ chỗ hết để có tiền mua cái này cái nọ gửi về cho cha. Mà sao cha biết hết vậy? Bay sợ là cha bay biết rồi cha bay buồn, bay không dám nói. Nhưng nhân viên của tụi bay nó sợ tao buồn, nó khai hết ráo. Nè, dạ. Có khó khăn thì gia đình thì nói với nhau thôi chứ có gì đâu mà giấu. Đây nè, cầm đi. Mở ra coi. Tiền đâu nhiều dữ vậy cha? Tiền cha bán hàng online á. Bán cái gì? Cha bán mấy cái thứ mà cha không xài tới nè. Trời đất ơi, mày coi nè. Đó, tôi live stream lên tao bán nè. Mọi người ơi, mua mọi người ơi. Đồ mới mặc một lần nha, còn mới luôn. Bán cái chợ nó còn mấy cái thứ này là mấy cái mà bị bơm mới để lại đây thôi, hiểu không? Bao nhiêu tiền đó là cha cho con. Trời ơi, có chú sủ kìa con. Dạ. Quá ra mình nghĩ người ta kia bo bụng xỉn đâu có đâu. Ta buôn bán lại để người ta cho tiền cho con người ta kìa. Chú sủ tuyệt vời, chú sủ đẹp lắm. Chú sẽ đẹp hơn khi mẹ con trả tiền hàng 2 triệu hồi nãy. Trời ơi, không quên luôn cái đồi miết luôn á trời ơi. À. Trời cái nào cái đó rõ ràng chứ chị. Nè, đó. Rồi coi như xong, cất vô luôn đi con, lập lại sự nghiệp. Thật sự là cha cũng không có cần cực cái đây đâu. Mà biết sao không? Tức. Bán online thôi à, tự nhiên cái giờ phải bán cái này là bị bơm đó. Mà nhắc tới bơm là mới tức cái nickname Phi Giao. Trời đất ơi, vô cái gì? Cái một đầu tiên chốt, cái hai chốt, dạ. Cái thứ ba này vô đây hàng của bà không đó. Cái cuối cùng không chốt. Trời dạ. Ai biết hỏi, ủa sao vậy không chốt vậy? Thế tự nhiên trả lời một cách ngang xương. Đợt này hàng từ thiện đã đủ rồi, xin hẹn shop đợt sau shop nhé. Thì ra người đàn bà bơm hàng là bà Phi Giao. Bà định phi đi đâu? Giao hết đống này cho bà. Ê nè khoan, tôi hết tiền mua rồi. Ai kêu bà mua? Chứ giao gì? Tôi giao hết này cho bà nè. Đúng không? Bây giờ tôi hiểu rồi. Là bà làm từ thiện nãy giờ. Đúng không? Thật sự thì tôi cũng muốn bán này nọ để kiếm đồ cũ cũng đâu nhiêu tiền đâu. Tự nhiên cái nghe bà nè, gia đình bà ồn ào nhưng mà làm được việc. Nên là thôi tôi gửi này cho bà đi luôn. Đúng không? Đó, tôi không có buôn bán này nữa. À là bây giờ gửi cho tôi này để tôi đem ra chợ để ai cần thì lấy đúng không? Ờ. Trời ơi, có chú Sủ kìa con. Chú Sủ tuyệt vời, chú Sủ đẹp lắm. Chị bây giờ á, có cái bảng này sao ta? Cái bảng này hả? Ừ. Không lật lại mặt sau, chị lấy y mặt này. Ai cần lấy một phần.
không thèm đốt pháo. Đốt đi cho anh ta lập biên bản. Vì tiếng cười em rộn ra lòng anh rồi. Tết nay anh không thèm đi chơi nê hay nhạc hồi, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Trời, có tiền đâu đi mà đặt xạo xạo. Tết nay anh không thèm chơi hoa. Trời ơi, trời ơi, không thèm chơi hoa. Hoa từ đầu ngõ vô tới sao biết, chứ đều trong toilet cũng chung bông mà bà đặt tết nay không thèm chơi hoa. Trời ơi. Nè 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 Kiều ơi, ơi Kiều, suốt ngày toàn đâm chọt tôi không à, sao tôi hát câu nào cũng chọt tôi câu đó vậy hả? Tại vì á, hát á mà hát chổi vô bản họng khó nghe quá, người ta phải nói. Thấy không, thấy hai không gian khác nhau không? Ở cùng một xóm mà nó hư cả một cái không gian. Bên này trời ơi nó hôi quá trời quá đất mà nó xấu xí quá, còn bên này trời ơi hoa rực rỡ. Trời ơi đủ thứ lời ha. Nghe mùi nè. Mắc cười quá à. Gì? Con tôi á làm nghề hốt rác ha. Ừ. Thì nhà tôi chứa rác chứa ve chai là đúng rồi. Mắc cười quá, còn hơn đỡ bên kia cả đó, nhà không có phải trồng bông cũng không phải bắn bông mà lên khên vậy đó. Trời, tôi thích nghe cái mùi này, nó lý tưởng. Mùi chẳng hạn như là nè, ví dụ như bông mồng gà, mình nghe thử coi là nó nghe cái mùi thịt gà đó. Nè cái bông cúc này mà tới gần coi, bông cúc cái mà nghe mùi trứng cúc, thấy không? Còn ví dụ như mình có bông lan cái mình nghe mùi khoai mì, đúng không? Chị chất quớt vậy, chất quớt cái gì, tôi nói toàn thể bông nhà anh á chỉ có một mùi một thôi. Mùi gì? Cái mùi mà cúc lan huệ gì đó là nó ở cái ngày mà 30 á, cái lửa mới đem bông về đó. Ừ. Ha, thì còn nghe mùi đó, còn tới bữa nay là toàn bộ nó một cái mùi thúi quắc. Trời ơi, không biết bên nào thúi hơn bên nào à. Nói người ta không à. Trời ơi, tôi nói chị nha. Cái mùi bên chị nó hôi hơn mùi bên tôi, nhưng mà nói đi nói lại tôi cũng tức nữa. Cái con của chị á hốt rác, chịu hốt cho ta đi. Để nó hôi rình cả cái khu phố này là bệnh hoạn tới sao? Ủa anh thấy cười quá à. Gì? Người ông bà mình nói á, đầu có xuôi á thì đuôi nó mới lọt, đúng không? Người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi, anh còn ăn nhậu thì con tôi nó còn nghỉ làm. Trời mắc mới với bắt con tôi đi làm. Trời ơi, thôi, thôi, cái công việc là phải công việc. Còn ai biểu đem bông về chừng chi cho cả đống cả lèn rồi chứ người ta hốt. Trời ơi, cái thằng Long, con rể tương lai của tôi đó. Trời ơi, dù sao nó có con của chị mà không nể mặt tôi gì hết. Lắm. Trời ơi, mày đóng rồi trời ơi. Trời, tôi nói thiệt cho tôi kêu ra. Con gái của anh á, con gái mà như thằng con trai vậy đó. Cái gì? À, tối ngày nó đi nghênh ngang khắp xóm. Còn con trai của tôi thì sao? Con trai của tôi vừa đẹp trai, vừa dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn đàng hoàng, đúng không? Im đi coi trời. Ai la cái gì chói lõi vậy? Thằng Long dài. Ngắm coi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Không cho người ta ngủ. Mà ai mà cái giọng mà cái bà nào mà giọng khét lẹt không ba cho. Bà kia đó. Bà má. Mà sao tự nhiên ôm sầm vậy? Đâu phải tao tự nhiên tao ôm sầm. Sao? Có người kiếm chuyện tao kìa. Con mày qua mày xử đi. Nó kiếm chuyện má mày kìa. Ừ, bên đó đó. Tưởng gì? Đưa cái thằng rể qua đây sao nó dám xử tôi? Chú. Hả? Anh nói chú em nghe nè. À, cái gì vậy? Nghe ngữ nhà hả con hả? Đúng rồi. Người lớn con là nhỏ nha. Ha. Cốt quên rồi. Hôm qua là mấy bữa trên bàn nhậu, với hôm qua Cốt nói là vô bàn nhậu là bỏ gia giới gì hết, bỏ tất cả gia giới gì hết, bây giờ là xưng là anh em cho ngang hàng cho dễ xử với nhau. Cốt nhớ không? Ủa có hả? Có. Ủa có nói hả? Hai đứa bạn nhậu. Chỉ nhớ là mau quên lắm nha, bớt ăn nhậu lại nha. Tối ngày xỉa xói bên đây, ổng cứ nói nhà mình đó rác rến rồi nói nhà mình hôi hết. Nhà tao dựa đồ để tao bán, để dựa cho chai để tao lựa mà cứ nói này nó nọ hoài. Nè Kiều coi đi hả, cái xóm này ha, ai làm nghề thu dọn rác có phải là bên gia đình của Kiều không? Đó. Vậy thì ai làm bây giờ? Con phải làm chứ, để cái xóm này toàn thôi chuyện này dễ xử rình hết mình giải quyết cả đi. Bây giờ dọn đúng không? Rồi ơi, dọn rác thôi mà bùng hôi rình nè. Trời ơi, chơi xong cái bọc với chai tao chưa có bán, mày đem qua đó làm gì hả? Dọn lại hả? Dọn về. Trời ơi, kỳ cục mà. Ai bảo mình dọn cái đó? Cái đó. Trời ơi, cái này năm sau còn trồng được. Trời ơi, còn gốc bự mà đem về. Trồng cái gì nữa, toàn là bông giả không đây nè mà trồng. Không, rồi dọn lại. Rồi xong. Dọn là dọn mấy cái chậu hoa nè, nó bị hư rồi đó, nó héo rồi đó, quăng đi hết đi. Mấy cái này phải không? Ừ, thôi dình nè. Bỏ xuống liền. Ủa? Về biểu. Về đây. Ra biểu. Dạ. Tháng giêng là cái tháng ăn chơi. Má, mày làm vậy rồi cả năm mày cực khổ hoàn chi? Không có biết gì hết trơn á trời á. Không có dọn gì hết á. Quên, giờ con nhớ. Nè, bà ra đây, qua đây. Dạ. Nè, hôm nay mà con không dọn hết cái đống rác này ha,
là từ đó về sau là không cho cô cưới con gái bắt đầu. Mày qua đây, qua đây ha. Mày mà bữa nay mày bị dọn qua ổng ha là mày bị mặt má mày, là tao không có cưới hỏi gì hết trơn á. Không cưới. Ủa không cho con cưới gì là con cưới ai? Cưới em. Trời ơi, cưới em đi. Mày làm gì vậy? Trời ơi, mà sao mà nó đi chỗ khác trong số không sao mà đi tới khu vực này có bốc cái mùi hôi dễ sợ luôn á. Ai đây, ai đây? Trời ơi, từ nay hãy gọi tôi là Mộng Trinh. Trời ơi, Mộng Trinh. Trời ơi, con gái, bình tĩnh con. Cái gì vậy? Cô ba tôi là đẹp quá. Cô cái gì tôi? Cô ba tôi. Trời ơi, con nhỏ này sao mày làm gì vậy? Nè, đi ra chỗ khác không? Xé xác ông ra đó. Về đây với bác đi con. Về quá. Về vô làm gì sao quần vậy? Sao quần gì? Bộ cái xóm này hết người rồi hả? Suốt ngày cứ xèo nẹo bên chồng sắp cưới tôi hoài vậy? Trời ơi, ta bạn nhậu chứ có gì đâu. Ông này, ông nói à, không có bồ, ông buồn rủ tôi nhậu. Bà nó không có bồ, buồn quá rủ tôi quýnh bài chung. Giờ tôi giúp hai người vậy thôi chứ muốn gì nữa. Ủa giúp ta cãi nhau thì có. Trời ơi, mày khỏi giúp. Nè, từ nay mày khỏi bận lòng về cái chuyện đó nữa ha. Cái chuyện đó sẽ không có bao giờ tái hợp xảy ra khi mà ở bên kia cứ cà khịa với tao hoài. Nè, chị đừng có nói vậy nha. Nếu chị nói vậy từ đây về sau chúng ta không nhìn mặt nhau nữa. Tới. Trời ơi, nó chơi không rành đó. Không nghĩ thiếu đi. Mệt quá. Đầu năm chua quà, chui quá. Ủa bác cũng biết nói đầu năm đầu tháng rồi chung tiền con đi chứ chị. Bác cũng là người nói mà tháng giêng là còn Tết cho nên bác không cho anh Long đi hốt gác thì bác giờ bác phải chung tiền cho con. Tháng giêng tao nói rõ ràng, tháng giêng là cái tháng ăn chơi ha. Ăn chơi không lấy tiền đâu thì thiếu nợ là cái chuyện bình thường. Trời, bác thiếu nợ sao được mà thiệt luôn á. Ê. Má chồng mày nha. Ha. Dạ. À, mày vòng mày quánh tao luôn đúng không? Tao đâu quánh nó đâu. Sao mày làm cái bóp đó là cái gì? Tại vì đập mũi nè. Con mũi nó to như con gùi vậy đó. Trời ơi, thiệt ghê quá. Thôi. Trời ơi. Ủa mà sao tự nhiên cái ghế này nó sao có heo vậy? Thôi. Trời, hai dáng vừa chặt đôi heo rồi đi nè. Đề nghị im lặng, giữ trật tự cho người ta ăn nhậu đồ. Là như vậy làm sao mà ăn nhậu ngon đúng không nè? Nè con nhìn đi, ba với chồng tương lai con mặc đồ giống Phi Hành Đoàn không? Con giống như thùng phi á. Không được. Sao? Mình chuẩn bị nói chuyện với ba rồi. Phải dạ. Nói chuyện cho nó qua Mỹ chút xíu. Dạ, qua Mỹ là sao vậy ba? Nè nhìn thấy giống như cái bao rác không? Bởi vậy, người có rượu vào lời ăn tiếng nói nó thánh thoát ghê vậy á. Cái gì cũng ngon, ngon. Ba ơi, cái mặt ba bị cái gì mà sao nó cứ đỏ giống như nổi ban vậy? À, cái này hả? Cái này chắc tuổi dậy thì. Là sao? Nổi mụn. Bình thường thôi. Vậy thì muộn hả mà. Rồi hai người làm gì tự nhiên mặc áo mưa vậy? Dạo này mũi nhiều quá, ngồi nhậu cắn nhiều quá. Thôi mặc cho nó chắc ăn, lỡ con ngã gục xuống cũng có cao mưa nó chùm. Trời ơi, thông thái, rượu vào lời ra thông thái cực kỳ dễ sợ luôn á. Anh vừa bãi anh thôi á. Đủ ba em nhậu từ sáng tới chiều tối, thôi dẹp đi, bây giờ còn nhậu cái gì nữa, từ trưa tới giờ rồi. Cốt, hả? Dạ cho con xin 5 phút để con dạy vợ tương lai của con nha. Rồi con dạy đi. Em à, chuyện của phụ nữ là chuyện ở trong nhà, bếp núc nha, lo nhà cửa, còn có chuyện nhậu là chuyện của đàn ông. Nói chuyện riết thiệt luôn á. Cốt, hả? Không ấy mình cởi áo mưa ăn nhậu cho nó ngon nha. Hay gì vậy? Đổ mồ hôi hóa. Nó khó chịu quá phải không? Đúng rồi. Chừng nào? Chừng nào xỉn nhớ chùm lại nha. Đúng rồi. Đó thấy chưa, vậy nó thoải mái liền thấy chưa, quá đã. Tốt. Bây giờ mình trong lúc mình đợi mọi cái mình làm một ly cho nó sơm tủ cái nha. Rồi. Ủa mà sao nhìn mặt Cốt nay xanh vậy? Đâu có xanh gì đâu, người nó hơi ớn sao á. Chứ chiều cái đó. Bởi vậy bữa nay là con thấy sức khỏe của Cốt là yếu lắm đó nha. Bớt ăn nhậu lại nha. Vô cái đi. Nhậu hả? Dạ. Sao nhậu mồi màng vậy trơn vậy? Nhậu không ăn cơm phải không? Dạ cơm gì, ăn cơm mập lắm. Vậy thôi nè, cá mới kho nè, tính ăn cơm nè, thôi nhậu luôn đi. Ủa trời ơi, này có lý quá. Má cá kho chứ. Đậu đen. Cá kho đậu đen muốn này muốn lấy. Trời ơi, món lạ, món lạ. Lạ cái gì trời, người đi điên. Không, ngon, mấy béo á, mấy cái đậu đen à. Ủa má con kho đậu đen quá trời luôn. Nè, đậu đen quá trời luôn. Trời, kho hơi bị ngon nha. Dạ. Không, cá kho bình thường. Ừ, cái này, ôi ba con ruồi nó bu quá. Ôi, trời ơi. Trời ơi, ruồi nó bu mà tưởng đậu đen. Không sao, hả?
Không sao, cứ ăn mấy này vô trọng cái rượu á, nó nấu chín luôn. Nè, đó con hâm lại rồi đó. Đó, có thịt kho hột vịt luôn này con. Đó, đây đây. Trúng rồi. Trúng rồi. Trúng rồi, trúng rồi. Trúng rồi, trúng rồi. Trúng rồi, trúng số rồi. Cái gì vậy? Cái gì mà đông nặng vậy trời? Cho nó đỡ, cho nó đỡ mùi. Vô tới là xịt gì mùi gì? Trúng rồi, trúng rồi. Trúng rồi hả? Ê, trúng số hả? Trúng rồi, trúng rồi. Đài Vĩnh Long, Đài Vĩnh Long sổ số đầu luôn rồi. Còn trúng. Cho mượn tờ giấy vợ coi. Ở chỗ nào? Đây, vé số, trời ơi tôi chưa có giờ à, đó. Mùi số luôn, đúng không? Hả? Ui, cái gì, cái gì vậy, cái gì vậy? Cái làm bộ á. Đúng rồi. Đúng rồi. Chạy gì, chạy vậy? Đọc. Đừng số sổ là 129227. Với số mình 431915. Đọc lại 129227 nè, đọc đắt đúng không? Còn cái số mình 431915 với số bự chảng nè. Ôi trời, đọc đó chỗ gì? Nào? Đúng gì? Ủa? Trung thật. Còn ông trúng cái gì không? Đừng không la quảng nữa. Trúng gió. Sao trúng thật trúng gió? Ăn cái gì mà nó giống như là đau bụng quá, nó giống như trúng độc như trời ơi. Trời ơi. Cái gì? Ăn cái này đúng không? Rồi tùm lắm. Không biết chứ chiều lại là người nó rung. Nó rung mà ở ngoài nó nóng, ở trong nó lạnh. Ôi trời ơi, không biết cái bị gì nữa. Mấy ngày rồi đó. Trời ơi, cái này mũi cắn làm sốt xuất huyết rồi. Huyết chứ phải vậy thì hả? Trời ơi, thấy chưa, con nói rồi đây, nhậu nhẹt rồi ăn mấy cái đồ ăn đâu mà rồi mũi tùm lum là do cái đống rác này nè. Ngồi nhậu đây rồi mũi nó chết, rồi ăn đồ ăn á rồi nó bu, rồi trúng thật trúng gió là sốt xuất huyết là đúng rồi. Rồi bây giờ làm sao đây? Trời đau quá rồi. Đi lại đi. Cái gì vậy? Cái gì mà trời, bỏ luôn. Trời ơi, trả tiền. Em à. Dạ. Tình yêu của anh. Anh cảm ơn em trong thời gian qua đã đến bên anh chăm sóc, lo lắng cho anh. Nếu như mà không có em thì coi như anh không có mặt tại đây. Anh này, sao nói chuyện xuôi hoài vậy? Mình là người yêu của nhau mà. Những lúc em khó khăn, anh luôn bên cạnh em. Thì bây giờ anh khó khăn, anh cần có ai đó bên cạnh, thì em phải là người bên cạnh anh chứ. Anh xứng đáng nhận được điều đó mà. Anh cảm ơn em. Sao vậy? Nhưng mà em thật sự là em cũng lo lắm. Em lo gì? Anh ngồi đi. Gì chút? Em lo gì vậy? Thì anh cũng biết rồi đó. Sao? Ba em với má anh đó đã cắt khẩu với nhau từ ngày xưa đến bây giờ rồi. Bây giờ biết em với anh mà tới với nhau á, là ba em với má anh á cấm cản đó, anh biết không vậy? Cấm cản cái gì? Má của anh á, nó lập gia đình rồi. Ba của em cũng có gia đình mới. Cái đó là chuyện quá khứ rồi, chuyện dĩ vãng rồi, cái đó là chuyện của người lớn. Còn chuyện tụi mình nè, cái thời đại này là thời đại 4.0 rồi. Mình yêu nhau là có đủ thứ cách để đến với nhau thôi. Em lo cái gì? Chắc chắn á là sắp tới
anh sẽ cưới em. Em yên tâm nha. Tự nhiên hình như là anh hết bệnh á. Cái anh nói chuyện hào hùng lắm nha. Tại vì đó, nó gấp lắm cái phổi. Đợi anh xíu, em ăn mứt đi. Dạ. Mẹ gọi. Con nghe nè mẹ. Dạ. Ủa, sao mẹ lên sớm như vậy? Đang ở bến xe luôn. Rồi. Con ra đón mẹ liền. Dạ. Đợi con nha, đừng đi đâu nha. Dạ. Mẹ lên rồi kìa. Hả? Giờ sao đây? Mẹ anh lên hả? Ngoài bến xe kìa. Ủa sao gấp vậy? Trời đất ơi, bây giờ sao em sao? Đó rồi, không được con, em đâu có ở đây được. Em qua nhà con Hồng. Qua nhà con Hồng liền. Em qua nhà con Hồng hả? Đi lên. Biết rồi. Nhưng để em gom đồ đã. Bây giờ anh đi đón má đi. Được rồi. Rồi chở má đi vòng đi. Rồi. Đó rồi bây giờ. Ủa? Ủa, ba. Ba nè. Ủa ba. À, thì ba đi. Ủa ba mới lên hả? Bất ngờ dành cho con. Ủa trời đất ơi, bất ngờ thiệt có chứ, ba lên hồi nào mà ba không cho con biết trước vậy? Như vậy mới gọi là bất ngờ đúng không? Ba nói cho con nghe, lúc ngồi trên xe này hả, trời ơi mua đồ cho con nè, người ta quảng cáo nào là ổi là coi như là ổi xa lì rất là ngon. Ủa cái này ổi vườn nha ba. Đó, đừng có là bán rồi, ba kêu người ta sắc sẵn luôn đi, khỏi ba không có trong sắc ra vậy đó. Có sữa nữa nha. Trời ơi, cái này con mê lắm nè. Người ta quảng cáo, người ta nói uống sữa vô là bảo đảm là coi như là đẹp da luôn á. Ba mua cho con gái luôn á. Trời ơi, con cảm ơn ba. Ba định lên đây với con là ba định ở khoảng một tuần lễ thăm con, khi nào hết nhớ rồi lúc đó ba về. Thôi ba. Cái gì thôi? Cái gì thôi? Ủa, ở gì tuần lễ dữ vậy ba? Thì ở thăm con gái phải ở tuần lễ mới có chuyện đi, về nói cho con nghe rồi về kể cho mẹ con nghe vậy đó mà. Trời ơi, thôi ở ngày chơi vui rồi ba. Chúc ơi, em xong rồi nè. Chúc ơi. Ủa? Đó rồi, ba em lên luôn rồi. Ai vậy? Dạ, đi, nhớ mua giùm cái bịch chè bà ba. Thật sự. Dạ. Thấy người lớn thì phải chào hỏi đàng hoàng đúng không? Dạ. Nó là thằng nào vậy? Dạ bạn con. Nè con gái ơi, nó đang bị bệnh, nó đang bị dính bệnh đó con. Tự nhiên cho nó vô trong nhà chứ vậy? Đang bệnh ba, bởi vậy đi qua nhà con lấy thuốc, tại bên con có thuốc. Rồi xong chưa? Sao rồi? Rồi thôi đi về. Lấy thuốc rồi đi về. Dạ. Đi về giùm đi. Nghe. Đi về liền giùm đi. Dạ thôi ba. Bệnh hoạn đi vô nhà ta làm cái gì? Đi về lại lên. Ê, đừng có khóa cửa nha, đừng có khóa cửa ngoài nha. Dạ. Ba. Mai mốt đừng có cho cái loại người đó vô nữa nha. Dạ nha, mình dạ. Đây cái này để cho ba. Ba tính là coi như tuần lễ nha con nha. Ba tuần lễ hả? Nhưng mà chắc con nghĩ là không tới tuần đâu ba, ở chơi 1-2 bữa thôi. 1-2 bữa nó ít lắm, mình không có nói chuyện được nhiều. Lâu lâu ba lên ba thăm con, ba nhớ con mà, hiểu không? Dạ, tại cái này không phải nhà cứ... Nhà thì nhà con mà, nhà dạ. Của con thì đương nhiên là ba là ở được mà, đúng không? Dạ. Thôi giờ không có nói nhiều nữa. Bây giờ để ba đi vô, ba rửa cái mặt á, cho nó mát mẻ rồi đó. Ra cho con mình nói chuyện nhiều hơn. Dạ. Ổi với sữa là nhớ uống nha. Dạ. Để con. Ba vô. Ba trong phòng đây phải không? Dạ, ba. Rồi, ba biết rồi. Không được đâu ba ơi. Con nghĩ là không được ba ơi. Có gì không được, nhà của con mà. Sao vậy mẹ? Để nó con ra con rước tao tự nhiên cái ra đầu ngõ là thấy mẹ ngoài rồi. Kêu đứng đợi chút. Đợi nắng muốn chết, đợi cả buổi trời. Con phụ cho. Sao vậy tự nhiên cái lên giật ngược giật xuôi lên con không biết gì hết trơn nè. Mệt quá, để vô lấy miếng nước uống nè con ơi. Hết đâu có được. Không có được, đâu có được. Con ghé bây giờ cho ba cái khăn để ba. Trời ba ơi, thấy ổng chán chán luôn nghe trời. Hey, hết vui rồi. Chốt. Dạ sao? Sao là sao? Thấy là tôi quế rồi đó. Vàng khe luôn. Nó đã không ưa rồi mà gặp nhau cũng mặc màu vàng là sao? Tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi bà nè. Tôi đến đây để thăm con gái của tôi. Tại sao bà có mặt trong căn nhà này? Trả lời cho tôi biết. Nè, nói chuyện người ta nói là phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Nói phải dòm trước dòm sau. Tôi cho nói lại lần nữa đó. Nói lại cái gì? Nhà này của ai? Nhà con gái của tôi. Nhà này của ai? Nhà con gái của tôi.
Thành đâu rồi? Dạ con đây nè. Nhà này của ai? Dạ nhà này của... Của con. Đó, thấy không? Thấy không? Nó nói rõ ràng nhà của nó. Của ai? Không có. Của con mới đúng. Thấy chưa? Nhà của ai? Dạ. Xin lỗi một phút nha. Nhà con trai con. Dạ. Tôi bỏ ghét. Bây giờ bà hỏi con này, căn nhà này căn nhà của ai? Dạ, nhà của anh Thành. Đó, nghe rõ chưa? Nè, tôi nói ông nghe nè, bây giờ tôi thiệt, tôi lên tới nhà con tôi, không lẽ tôi gây lộn với ông hoài. Tôi nói tôi tránh ông rồi mà tại sao vẫn gặp, tôi lên tới Sài Gòn, tôi thăm con tôi rồi mà tại sao tôi cũng thấy cái bản mặt ông trong đây là sao? Ông quan gia ngõ hẹp gì kỳ cục vậy? Tôi lên thăm con tôi mà, rõ ràng đây là con gái của tôi, đúng không? Nhưng mà đây là nhà con trai tôi lên, ủa con gái ông? Ủa mà nè, coi cho bà hỏi tại sao con lại ở trong nhà của người này? Ủa mà tại sao con nói tại là sao? Con lên mà không nói cho má biết? Trả lời cho ba biết coi. Dạ. Tại sao ở trong nhà của người này? Dạ. Dạ, dạ tại vì con kêu qua. Dạ, dạ tại vì hai vạch rồi. Trời đất ơi là trời ơi, trời ơi, trời ơi, con ấy là con gái, con là con gái mà. Tại sao con cho người ta ăn cơm trước kẻng vậy? Trời ơi, con bôi trôi đét đấu vô mặt ba má rồi con gái. Quan nghiệt đó, quan nghiệt đó. Ngày xưa chê tôi, không có chịu lấy tôi. Giờ con gái mình vậy đó. Ba hai vạch này không phải là hai vạch gì, không phải. Chứ hai vạch gì? Con nè. Nè. Con hai vạch luôn. Nó là con trai mà, nó là đàn ông, làm sao mà thấy có thể có cái này được. Ủa, má có tuổi chứ mà đâu có lẫn con. Con đàn ông mà con có bầu, là có bầu gì mà con hai vạch. Cái gì vậy mẹ? Hai vạch đâu phải hai vạch là có thai, có bầu gì đâu. Hai vạch là, ý con nói là con bị nhiễm bệnh á. Con bị nhiễm hả? Dạ. Quên, hai vạch bị nhiễm, con tôi nó bị nhiễm. Trời con đâu có dám kêu mẹ lên đâu. Có nghĩa là bây giờ nói cho rõ ràng, có nghĩa là bây giờ hai vạch là tại vì cái người con trai này bị bệnh. Dạ. Rồi con tới đây làm gì? Dạ. Là như vậy để con giải thích cho dễ hiểu. Rồi là con tới đây làm gì? Là con bị nhiễm bệnh rồi xong con nhờ Trúc á qua bên đây chăm sóc cho con, lo lắng cho con. Khi con nhiễm bệnh á, tiếp xúc với con cũng rất là gần luôn á, nhưng mà Trúc không có bị lây nhiễm. Nhưng mà thật sự là hai tụi con có thương yêu nhau, nhưng mà hai tụi con không có vượt mức giới hạn nào hết á. Dạ, dạ, ba yên tâm, nồi cơm của ba vẫn còn y nguyên ba. À, nồi cơm vẫn còn y nguyên. Dạ, nồi cơm vẫn còn y nguyên. Có nghĩa là chưa có vượt ra khỏi dòng lễ giáo. Dạ, dạ. Vậy thì ba yên tâm rồi. Còn cái chuyện của ông với tôi á là để qua một bên đi. Nói chuyện thì phải suy nghĩ cho nó kỹ trước khi mình nói. Bên đây là đàn ông, bên đây là phụ nữ, nó là con của tôi. Muốn cái gì cũng phải nói với tôi đàng hoàng, chứ phải tự nhiên bây giờ để cho nó vô nhà để ở rồi nó coi như là mọi chuyện đã rồi là xong hả? Giỡn chơi hoài. Đâu phải mọi chuyện đã rồi xong, tôi đâu có nói là tôi không bước tới với anh đâu. Nhưng mà chuyện tụi nhỏ nó thương rồi, chắc chắn là tôi sẽ bước tới, nhưng mà giữa tôi với anh nha. Sao? Tôi với anh là tôi không đội trời chung nha. Tôi nói nè, là tụi nhỏ mẹ. Có tới thì tới, tôi không có còn xu với anh đó. Tôi nói cho anh. Có nghĩa là bây giờ, ý bên đây là tức ganh tị hồi đó. Tại sao tôi không cưới bà mà đi cưới vợ khác đúng tôi không? Tôi không có tới. Bây giờ xuống con gái tôi ở chung với con trai của bà đúng không? Tôi không có tức. Nhưng mà tại vì á ông nghe lời má ông, mà tôi nói ông đàn ông gì mà ông gia trưởng thì phải nghe bây lời. Bây giờ thời buổi nào? Thôi nè mẹ. Trời đất ơi. Nghe con nói nè, đừng có cãi nhau nữa. Mẹ với là bác cãi nhau hoài. Rồi làm sao á, tương lai hai người làm xui gia cho được. Thì bây giờ là hai con là má chấp nhận. Nhưng mà xui gia là cái chuyện để lại là nó giờ má chấp nhận hai con. Miệng luôn đi. Ba đừng mà ba bên kia đã xuống nước rồi, ba đừng con vậy nữa. Bây giờ ba nói cho con biết ha, con thương cái người này ba không có ý kiến ha, nhưng mà đối với ba đó là biểu ba làm xui với cái người phụ nữ này ba không chấp nhận. Bây giờ mà bác không chấp nhận hả? Con với Trúc á hả là chết ra. Là tự tử là chết ra. Ba không thương gái rủ của ba hả? Thương chứ sao không thương. Ba cứ gây lộn hoài. Không phải là ba muốn gây lộn đâu, nhưng mà ba cũng có cái sự ức ở trong lòng ma chứ, đâu phải là ba không thương con đâu con gái. Rồi con tự nhiên giờ gặp nhau đứng đây ôm nhau khóc. Thôi bây giờ vậy nè, cái chuyện tôi với ông là chuyện qua rồi, tôi với ông già rồi, gần đất xa trời rồi, tự nhiên giờ tụi nhỏ nó hạnh phúc mà không lẽ vì tôi với ông mà tụi nhỏ nó chia tay sao? Bây giờ là coi như tôi chấp nhận tôi thua bà đó, vì con gái của tôi chấp nhận nhượng bộ đó. Thì vậy đi, mình là đàn ông mà phải nói tiếng vậy đây thì tôi quề cả làng không? Trời nhưng bây giờ là hai đứa tụi nó đã ở chung với nhau rồi, là quyết định cưới liền trong cái chờ cái không gì trong cái đó. Không hả? Có cái gì? Được, không có. Cái gì? Không, thấy không? Thấy không? Là sao mẹ? Cưới gì mà cưới, bây giờ đang dịch giả. Sao mà đãi tiệc đãi tùng bà con cô bác tất cả mọi thứ. Cưới giờ sao được? Bây giờ tôi thấy vậy nè. Anh nhượng bước rồi, thôi tôi cũng nhượng bước luôn. Rồi vậy đi. Coi như là tôi với anh bắt tay cái quề cái này nè. Rồi quề. Bỏ qua nha. Rồi bây quyết giờ gì tụi nhỏ nha. Rồi gì mấy đứa nhỏ. Rồi bây giờ theo tôi thì qua năm đi. Dạ. Qua Tết thì mọi thứ nó ổn, tất cả bình yên lại hết. Thì lúc đó là tôi với anh cưới. Cái gì? Lại. Nó lộn, ông bởi tao nói cái nết kỳ cục quá, tôi nói là lộn.
qua Tết, mọi thứ nó ổn hết, bình yên hết, dịch nó cũng hết rồi. Thì tổ chức đám cưới cho hai tụi nhỏ. Tôi với anh làm xui gia. Làm hết hồn. Cảm ơn mẹ. Ngon mới đúng chứ đúng không? Mẹ. Vậy phải vui không? À, vui, vui, vui. Quá đẹp luôn, quá lẹ đi Hùng ơi, đi ra phụ chị Tết nhất đi nữa. Trời ơi, con gái của tụi nó quá đẹp luôn. Đẹp quá, quá đẹp đó con. Trà nóng, trà nóng, trà nóng. Trà nóng bà ơi. Có con trai của tôi cũng quá trời đẹp luôn. Ngồi, 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 ngồi. Dạ đi ba. Ủa, mẹ, mẹ bay sao lâu dữ vậy? Má, có má. Gia đình mình đẹp, không thấy tôi đẹp chưa? Tết nhất em, mình cũng phải là màu sắc dày, phải tươi vui nha chưa? Dạ, tươi vui. Vui vẻ không có quạo nha. Dạ. Ôi ôi, quá trời bao lì xì luôn. Quà gì má? Từ từ. Gì mà thấy tiền tâm tướp à. Năm mới tôi chúc ông nhiều sức khỏe. Gia đình mình hạnh phúc luôn luôn bình an. Rồi. Luôn thương vợ thương con nha, lì xì cho ông. Đúng rồi, cảm ơn bà. Hôn cái con, hôn cái. Trời ơi. Ba má xong rồi, giờ tới tới con nha. Con lì xì. Dạ, con. Cái gì vậy? Hên quá. Đầu năm ngồi dính cục xương gum. Trời đất ơi là trời. Không sao, dạ. Dạ. Con vào vấn đề. Năm mới con xin được chúc ba trước. Chúc ba có thật nhiều sức khỏe. Bởi vì sức khỏe rất là quan trọng. Đúng. Điều thứ hai, chúc ba sẽ luôn đạt được ước mơ của mình. Ba sẽ mở được một cái hầm rượu vang. Và điều thứ ba, chúc ba sang năm mới sẽ không còn thay răng giả nữa. Dạ không, coi vì con cảm nhận được là ba lớn tuổi á, cứ mỗi năm ba thai cái vậy con thấy xót quá cho nên con chúc. Cái đó ba nói chuyện riêng với con, cái đó đừng có để vô lời chúc. Dạ. Gọn lại con, chúc gọn lại. Dạ dạ, nói chung là chúc ba thật là nhiều cái điều hạnh phúc. Dạ. Còn tới má. Điều đầu tiên con vẫn chúc má y chang như ba, đó là sức khỏe. Đúng rồi. Dạ. Còn điều thứ hai, con chúc má năm nay qua năm mới rồi cho nên là má ráng vì gia đình của mình, má bỏ qua gọi là cái tính mê tín dị đoan được không má? Dạ dạ không, con nói thiệt. Và đặc biệt điều thứ ba rất quan trọng, con chúc má sẽ luôn thưởng cho ba, ba sẽ thương má và cả nhà mình sẽ thương nhau. Trời. Dạ cảm ơn con. Ủa mà con chúc vậy là sao, hết chưa? Dạ hết rồi đó. Hết luôn rồi phải không? Dạ đúng rồi. Vậy thôi phải không? Dạ. Rồi bây giờ là má lì xì cho con. Dạ. Bà cho tôi một cái, bà cho tôi một cái đi, bà cho tôi một cái để đi tôi chúc nó. Sao dạ, đầu năm rồi. Đầu năm đầu tháng xin tiền quá vậy? Đâu có, phải chúc con mình chứ, nó chúc mình bây giờ mình phải chúc lại nó. Rồi dạ. Ba chúc con năm mới cao đựng chúc. Trời ơi. Dạ. Nhiều sức khỏe. Dạ, mau sớm có vợ đi nè. Dạ, cảm ơn ba. Nói chung là gia đình mình là luôn luôn là chúc nhau sức khỏe. Dạ. Luôn luôn là êm ấm, hạnh phúc. Đúng rồi má. Đúng rồi. Còn sao con? Có hai bao lì xì đúng không? Bây giờ tới chị nha. Bây giờ tới con nha má, bữa nay trịnh trọng lắm. Ủa sao con ngồi đây là chồng con đâu? Nãy giờ thiếu nó con. Trời ơi, má kiếm chồng con phải không? Đặc biệt gì lắm. Má kiếm thằng rể của má, má kiếm chồng con. Má kiếm chồng con thì trời ơi. Bây giờ nè, kính thưa gia đình thân yêu và dòng họ thân mến. Và sau đây là sự xuất hiện của chàng rể Việt Kiều trong trang phục dân tộc Anh Rác nhà con nè. Đẹp trai dễ sợ chưa? Đi đâu vậy? Ngồi đây mà. Gia đình mình ngồi đây, con đi đâu ngoài hàng xóm vậy? Đủ rồi, đủ rồi. Các bố chị đủ rồi. Bây giờ tới cái phần là chúc Tết ba má. Đi qua chúc Tết ba má đi anh. Chúc Tết. Đúng rồi. Em không chỉ anh là sao anh biết chúc Tết? Trời nó dễ ẹt hà. Giống như là anh chúc Tết ba má anh ở bển vậy đó. Chúc giống như ba má anh ở bên bển. Y chang. Quá dễ. Dễ anh. chúc Tết ba má. Để anh, để anh. Chúc Tết ba má phải không? Để con, để con. Rồi, rồi. Vinh, năm mới, chúc hai bạn. Ôi mày gót hai bạn. Rồi, 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 bạn nó bạn luôn rồi. Ba má nghỉ học rồi, không phải bạn bè gì hết đó. Bạn không, có phải bạn bè đâu mà. Bạn là bạn bè của nó luôn. Mà xưng bạn, chúc lại, tách ra, tách ra, tách ra. Tách ra, tách ra. Từ từ bình tĩnh con, nói đàng hoàng lại con. Năm mới, chúc bạn nữ và bạn nam. Bậy luôn, bậy luôn. Cái gì nữa? Cái gì bạn quay vậy? Trời ơi anh... Con không dạy chồng con để vậy hoài mất thời gian con. Dạ không, không có, anh rung quá. Dạy anh đừng quạt chút xíu nữa, anh phải nam, phải nữ bây giờ. Phải kêu ba bằng má. Chứ sao mà kêu bằng bạn này bạn nọ được anh. Rồi rồi, hiểu rồi, ok ok. Làm lại. Làm lại nha, lần này lần ba rồi, chúc cho nó đàng hoàng nha con. Năm mới tôi chúc ba má. Nè tôi thì cầm ly xì về bển luôn. Về bển liền.
Thôi thông cảm cho anh đó đi con. Tự gì cũng mới lần đầu tiên ăn Tết ở gia đình mình. Thôi thông cảm đi con, kệ. Mới mà từ từ uống nắng nó sao, kệ đi con. Sao? Phong tục tập quán ở đây anh xưng hô là phải cho đúng. Ở đây là anh xưng hô với ba mẹ là tôi với bạn là một cái điều rất là bất lịch sự. Anh hiểu không? Phải xưng là con đàng hoàng. Thế sao bên bển là cứ tôi và bạn. Ba mẹ của anh cũng rất là vui. Ở bển là ba mẹ của anh cũng rất là vui ạ. À? À, vui thì về bển đi. Thôi đừng có nói nữa. Bị đuổi về bây giờ. Ở bển là nước ngoài, còn đây là Việt Nam. Anh phải chúc đàng hoàng, anh phải kêu là ba bằng má. Chúc lại đi. Thôi đừng gây lộn mà, tao nó nhập gia tùy tục mình mới con từ từ uống nắng. Má cho chúc lại nè. Rồi, chúc đi. Được rồi. Năm mới con chúc ba và má. Đúng rồi. Rồi giàu sức khỏe. Khỏe còn khoe là gì? Rồi giàu sức khỏe. Khỏe rồi. Vạn sự bình an. Rồi. Rồi nó chúc bệnh có bình an luôn rồi. Nó chúc có bình an luôn kìa. Bình an là một cái bệnh là khó chịu ở đây lắm, hiểu không? À, bình an là vào bệnh viện à. Đúng rồi. Đàn. Vạn sự bình an. Đúng rồi. Má không sao, mấy cái vấn đề này để từ từ má chỉ lại cho. Má ra cái vấn đề lắm. Con cười. Nó lì xì. Má chúc cho con vợ chồng con luôn luôn sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc y như hai con hạt này đó, đi đâu cũng có đôi có cặp. Dạ bây giờ là con lấy cái này, con lấy cái này là hai cái con gửi lại luôn. Trời ơi, cảm ơn mẹ tôi. Nó dày, trong này nó có dày. Đã. Rồi, khoan, tới này. Có phần. Năm mới, con chúc cho thằng em. Không phải anh chị Kiều, anh lộn mà. Ví dụ cái từ con á mà em á, em cha em đẻ ra anh thì anh xưng con cha được. Còn em là em, anh xưng với anh với em thôi. Anh chứ em. Anh với em thôi. Rồi hiểu. Xưng lại. Ok. Năm mới anh chúc thằng con của em vợ. Thằng con nào? Thằng con của em vợ. Con của bên này. Con là con bên con kia. Bên này. Đây là vợ. Rồi. À, năm mới chúc thằng vợ của em con. Từ ngữ nó lộn dữ vậy trời. Thằng em con nào? Thôi lộn, có năm chữ. Thằng em của con vợ, thằng em nè, con vợ nè. Thằng em của con vợ nè. Rồi, năm mới chúc thằng em của cái con vợ. Ừ đúng rồi. Mau ăn chóng lớn, mau lấy vợ. Đó cái này. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi thôi chút vậy được rồi, nói nhiều quá nó không có biết đâu, nó hồi đó nói bậy giờ. Rồi, xích đạo. Xích đạo. Má yêu. Cái gì? Xích đạo là mình về bên địa lý á, đường xích đạo rồi đó má. Dạ. Ủa chị cái ngồi là gì tiếng Anh đó má? Vâng, con hiểu tiếng Anh xích đạo là của má. Còn của con là sit down please. Sit down please. Ngồi. Bây giờ gia đình mình là đông đủ vui vẻ hạnh phúc rồi. Bây giờ ngồi đi, ông uống trà, ăn bánh mứt với tụi con đi nha. Dạ. Tôi vô tôi làm mâm cơm. Đúng rồi. Xíu ra là mình ăn cơm gia đình cho con nha. Đúng rồi, bữa nay phụ má luôn nha. Cái gì mà phụ má đây chơi đi. Để con phụ má được mà ăn. Thôi được rồi. Nói chuyện với ba nha. Trễ ơi, trễ. Rồi, vô phụ má con đi, Ngồi đi con. Con ngồi. Ngồi. Dạ. Nói tiếng Việt ngồi. Ngồi. Còn bên bển người ta gọi là sit down. Khỏi đi. Không có rảnh. Dạ con ngồi đây. Ui da, nó khó chịu ngồi. Cái gì vậy? Cái ghế nó không có cái nệm. Không có nệm. Nè, đây là phong tục vậy thôi, nệm là bển. Dạ bển. Bây giờ để ba hỏi con nghe. Dạ. Ở bên bển thỉnh thoảng con có uống rượu không? Dạ, có. Có chút đỉnh phải không? Yes. Cái phong tục ở đây thì là coi như là cuối năm thì phải có một hai chung rượu gọi là cho nó có không khí trong gia đình trong mấy ngày xuân vậy đó, vậy không? Ở đây người ta gọi là rượu. Còn ở bên nước của con người ta gọi là wine alcohol. Ôi, không hiểu. Cái gì? Alcohol. Nó là cúng cô hồn. Trời, wine alcohol mà tưởng giống như kiểu alcohol. Không có. Không phải, nó không có nói hồn, nó nói là uống rượu là cúng cô hồn phải không? Không phải, cái tiếng Anh, tiếng Tây của anh nói nghe anh nói nhanh lắm. Mình dịch không có ổn đâu ba. Thôi kệ đi, thôi đừng nói tiếng Anh nữa ha. Dạ, dạ. Khi mà về đây tập nói tiếng Việt nha. Tiếng Việt cái đó gọi là nhậu à. Nó cũng biết. Vậy ha, bây giờ là ở trong nhà này có nhiều rượu lắm. Coi như chân trong tủ quá nhiều luôn. Dạ. Bây giờ là nó có nè, banana chuối hột nè. Banana thì cứ banana, còn banana mà chuối hột nó kỳ. Thích nói vậy đó. Không sao. Có rượu Johnny Walker nè. Cái rượu Johnny Walker này để lâu lắm rồi đó nha. Ở trong đó nó có cái chất là Johnny Chí Nguyễn. Đóng phim hành động hay vô cùng.
tôi nói thiệt với bạn nghe, bạn nên xem những cái đó đi. Nhưng mà thôi hả, cái gì thì bữa bạn hỏi thì cái gì vậy bấy? Ủa sao tự nhiên đang nói rượu Sony qua cơ, có gì Sony Trí Nguyễn đóng phim gì đấy? Nhỏ bạn gái nó đang gọi, nó hỏi cái phim mà bữa con giới thiệu là gì, hiểu không? Chứ không gì để con nói lại. Trời đất ơi, nói vậy uống à? Còn uống cái rượu nào cũng được. Rồi vậy là coi như cuối cùng mình uống rượu đế đi. Dạ. Dạ. Vậy nghe. Ba lên. Ngồi đây chờ ba chút xíu, ba cho lấy rượu ra nghe. Dạ. Rồi vậy nghe. Dạ, ngồi chơi nha. Vậy. Bé gái vô trong lựa rượu với ba. Dạ. Ba anh khó lắm vậy, giờ em con gái ngứa đừng coi mấy cái phim hành động đồ, hiểu không? Mình mở mà Tết nhất là mở cái kinh tổng hợp đi, chương trình Vĩnh Long 1 nha. Mở đi, coi này Tết này vui lắm em à, nha. Thôi, uống rượu nó không sai tao nào ha. Xin mời anh nâng ly cùng tôi. Ai ạ? À? Ai? Ai? Chú. Hàng xóm, nhưng mà fan, chú mừng năm mới. À, chúc mừng. Nhậu đi, vô. Vô. Mời anh vô. Hả? Mời anh vô nhà. Không, ý vô là 1, 2, 3, vô. Chứ vô đây một hồi bà Năm bà chửi. Vô, 1, 2, 3, vô là nhậu. Đúng rồi, nhậu. Có anh cô Hôn vô đây. Anh cô Hôn. Vô nhậu. Vô đi vô. Ê, đi không vô. Được. Không sao, ba vợ của tôi nói là vô đây là mọi người vui vẻ xung lại với nhau, không sao, ngồi bên kia. Được, đúng không? Đợi chút xíu, không có sao đâu. Rồi đây, để mà đây con. Đình luôn nha, má nha. Ê, có rượu rồi đây, lựa cho rượu rồi quá. Trời đất ơi. Ba mẹ. Trời đất, cái gì vậy? Con chào Năm. Con lôi bạn này vô. Anh à. Con. Anh bước ra đây. Từ từ con thích nhất con. Trời Năm, con đang đi uống rượu. Gần rễ của Năm là lo con vô chứ con có muốn vô đâu. Thì bây giờ Năm không thích thì thôi con đừng có vô. Nó kéo thì kéo là chuyện của nó. Nó không biết thì bây giờ con vô đây làm cái gì? Đi. Mình có thể từ chối mà. Đúng không? Mình từ chối mình đừng có vô nhà người ta. Tại con nghe là nhà này bữa nay có rễ Việt Kiều. Con cũng muốn qua thăm Năm. Trời ơi, má đã nói với con rồi. Trời ơi, tại nó con biết cái tiếng Việt đâu mà tao nói tức ghê vậy đó. Con cho đây. Anh đang sai lầm lắm thiệt. Cuộc đời anh gặp sóng gió nữa, hiểu không? Đây nè, bây giờ cái vấn đề má đang giận như vậy là tại sao? Vậy thì phong tục Tết của Việt Nam á, hiểu không? Cái người đầu tiên mà bước vô nhà là phải hợp tuổi hợp mạng thì cả gia đình mới may mắn. Còn cái người mà anh đưa vô á, họ không hợp tuổi hợp mạng cái gia đình này, anh nhìn đi. Đó, ông anh đó, ổng tuổi heo, năm nay năm Dần, sao hợp? Cái gì nữa? Cái gì mà Tết nhất mà quỳ hết trơn vậy trời? Cái này là lỗi tại con, tại vì con không có nói cho anh biết là phong tục tập quán của chỗ của Việt Nam mình là sao, cho nên ảnh mới cư xử vậy đó chứ anh không biết đâu má. Tao nói cũng tại con không mà đem chồng về đây ăn Tết ở đây thì phải chỉ dẫn đi cái phong tục tập quán của Việt Nam mình, không có chỉ gì hết để nhà sao rối nùi lên vậy. Đi Tết chứ có sao mà vui. Thôi được rồi. Năm mới con chúc Năm có thứ. Trời ơi. Bảy trời ơi, mắm bún. Tôi nói rồi, tao nói xuất hiện là cái nhà này nó tan nát. Thấy chưa, tôi thấy hết vui rồi đó. Thôi bây giờ vậy nè. Thôi ra nhà này tụi con ở đi, má ra khách sạn má ở. Thôi má, má. Đừng. Má mệt quá, tao bắt taxi má đi liền. Năm. Lỗi là lỗi con, không mấy con ra khách sạn con ở cho. Ủa? Chứ tại vì hồi nãy con xỉn rồi. Lôi con vô quá mà con lỡ vô con làm gia đình xào xáo thì thôi con xin lỗi. Thôi bây giờ mày đầu năm đầu tháng mày lỡ rồi hả? Mày ngồi đây luôn. Dạ. Ngồi luôn ha, cái chuyện này không ai muốn hết trơn rồi. Ngồi luôn là ông hốt nó à, tôi không có hốt rồi nha, tôi nói trước rồi á. Bây giờ tôi nói cho bà nghe nè, lỡ hết trơn hết trọi rồi thì bây giờ lỡ nó thằng rể nó không biết nó kéo nó vô rồi, bây giờ thôi mình bỏ qua đi chứ mình làm chi cho nó không vui, nó không khí gia đình. Trời đất ơi, ngày cuối năm rồi. Trời ơi, nếu mà nói ngày mai bằng mùng 1 là tôi không biết cái tôi dỡ nóc nhà nó luôn à. Thôi được rồi. Cái lỗi này là cái lỗi của con. Còn bên bển thì con là cứ Tết nhất đến nơi thì ai muốn vô nhà thì cứ vô nhà. Còn bên đây thì bây giờ con mới biết. Có gì con là sẽ học hỏi lại vợ của con. Rồi, bây giờ là con thứ lỗi. Con nói như vậy á là coi như là má nguội rồi đó. Bây giờ là tha cho con một lần này nha. Từ đây về sau có cái gì là con phải dạy chồng con trước hay chưa? Dạ, có gì con chỉ ảnh, con hướng cho má Năm, luôn. Năm. Dạ. Lỡ rồi vui đi Năm. Trời ơi, Tết là mình phải vui chứ Năm. Tôi lúc nào tôi cũng vui nhưng mà tôi thấy cái mặt của chú là tôi không có vui á. Tôi Năm. Biết là Tết năm nay là tôi vui, không có trọn Năm sao quá. Ủa sao Năm không nghĩ là Tết mà có một cái người tướng phốt phát vậy vô là cái nhà của Năm phát lên. Đúng rồi. Má với lại nhiều đúng khi không? Má phải suy nghĩ, hiểu không? Giống như ví dụ giờ Tết năm nay mình đang xui thì mình cứ ghép thêm cái xui nữa, biết đâu nhiều khi cái đó nó sẽ quá ra thành một cái gì đó, nó gọi là giống như cái kiết tường á. Đừng đúng có kiết tường, tôi không thấy kiết tường ở đâu á, mà tôi thấy là tôi mặt mày tôi chán dán móp mặt vô tường rồi. Thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ hết trơn hết rồi, bây giờ mình chủ yếu mình ăn bữa cơm cho vui vẻ, sẵn có nó, coi như nó là vị khách đầu năm. Đúng rồi đó Năm. Ăn xong về liền nha, không có được dạ. Ngon nha. Ủa vậy cho con hỏi giờ còn kỵ không? Hễ kỵ thì con đi về. Bảy
kỵ cái gì nữa mà kỵ, bả đâu có quan hỷ được, bị kỵ gì nữa kỵ. Đó, tôi là gì, ông là gì, rể tôi là tôi quan hỷ rồi, tôi cho ngồi lại đó nghe chưa. Rồi thôi bây giờ gia đình mình vô xum vầy ăn, ăn bữa cơm gia đình nè. Rồi vậy đi. Bữa cơm ấm cúng, đầy dạ, ấm dạ. Tiếng cười. Rồi vậy đi. Đó, bà quan hỷ là coi như là mọi chuyện nó ổn hết trơn rồi, rồi nó vui rồi, không có sao hết trơn rồi á. Chỉ sợ bà là không chịu quan hỷ thôi, hiểu không? Có rượu không nằm? Có, nhưng giờ, mà không, bà không muốn uống nữa. Thôi mà, anh Tư bây giờ anh thiển rồi, anh muốn uống thì anh đợi tỉnh đi xuống đây ngồi nè. Ngồi đi, chừng nào tỉnh là lên uống. Cái ly này không phải ly của bay. Đó, bay ra sai rượu rồi, cái này là trong gia đình của người ta. Ngồi thôi, ngồi thôi. Coi người ta. Đừng uống và đừng ăn, vậy đi nha. Rồi, đó, ủa? Dạ. Cảm vậy gia đình năm có mời con ăn cơm không? Không. Ăn cơm mời, ăn cơm thì mời, ăn cơm mời. Mời nè con gái. Dạ. Để ta chúc sức khỏe gia đình ta trước đi. Rồi ta chúc sức khỏe nè, bây giờ mình làm cái vui vẻ coi liên quan thị nha. Dạ. 1, 2, 3, vô. Đến nay anh không thèm kéo mít. Vì đã có môi em thơm ngọt từ sen nồng. Đến nay anh không thèm đi chơi. Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Thôi, trời ơi. Cái này mới là lái xe giả thôi. Mà bay là ăn quá bay. Chứ lái xe thiệt không được lặng lách vậy nghe con. Phải chạy đàng hoàng nghe không? Dạ. Chứ nè, cái này ba nói cho mấy đứa nghe là dạ. Tết nhất là mình không có cần phải đi đâu hết. Ở nhà được rồi, tiết kiệm con. Dạ. Nè, không? Nè con. Dạ. Đi vô trong lấy cho má hủ muối coi. Chi vậy má? Tại vì con lạ quá. Má phải bỏ vô cho đậm đà chút xíu. Má giống quá hoài. Thôi để con treo liễn lên. Treo lên đúng rồi. Má thấy mình bông vậy ok chưa? Ừ. Ê, hình như mà thấy cái bình bông này nó thiếu thiếu gì á. Thiếu gì? Bông thì có, bình bông thì phải có. Nó thiếu có nghĩa là nó đơn sắc quá. Mình phải cho nó màu sắc lên. Thêm vô con. Thôi không được, không được. Trời đất ơi. Cái gì cái bông người ta mua đẹp muốn chết rồi. Tự nhiên là cắm mấy cái này vô chi mà sắc màu vậy. Phải, tết nhất mình phải màu sắc cho nó tươi. Hiểu không? Đành nó một màu phải nó đơn giản màu quá. Sắc thì nó tươi. Có cãi tôi mà. Rồi. Hả? Con biết gì rồi. Ba má nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt. Nhắm nhiệt tình vô nha. Không có chơi làm ảo thuật nha. Rồi nha. 2, 3. Đó, ảo thuật một cái. Đó, vậy đẹp rồi, đó, vậy đi. Vậy được đó. Công nhận ba với má hiểu ý nhau lắm. Nói nghe. Bây giờ tụi con dọn dẹp cái này ha. Bình bông cũng dọn chỗ khác. Rồi dọn cơm ra, dọn ra xong cái rồi mình ăn cơm ha. Cái mình chờ đón giao thừa rồi mình coi chương trình vui xuân tổ. Tao nói nó vui lắm con ơi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Ba má đói hả? Đâu? Để con dọn cơm cho ba má ăn nha. Cái gì? Ủa cái gì mà tự nhiên dọn cơm cho ba má ăn là sao? Dạ ba má, tụi con còn mấy việc chưa làm xong nên là xin phép ba má vô phòng làm luôn cho nó xong. Con ơi con, tết nhất mà nghỉ có ai mà công ty nào làm đâu mà con đòi làm. Đúng rồi. Dạ, tết mẹ. Nhất mà con làm cái gì con? Tức là tụi con nghỉ rồi nhưng mà vẫn phải làm việc online nên là ba mẹ thông cảm giùm tụi con nha. Nó làm việc online, nó làm việc trên mạng á. Hiểu không? Ủa con làm luôn hả? Hai chồng làm luôn. Dạ. Trời ơi. Đi làm đi. Vậy nè, không mấy con đem cái laptop xuống đây. Rồi làm, vừa làm rồi. Vừa ăn luôn. Bây giờ con đem cái bàn làm việc con xuống đây, con vừa làm con vừa ăn luôn. Rồi, để con làm trong phòng thì cho nó tự nhiên ba. Thôi cho nó làm trong phòng đi, cho nó yên lặng, yên tĩnh, dễ làm. Vậy để con dọn cơm á, chừng nào có gì ba má kêu con nha. Rồi, giờ nào ba má đói ăn làm thôi, chuyện. Dạ, dạ, dạ. Dạ, con xin phép ba má. Rồi. Ủa ông? Hả? Thì giờ mình đâu có giống ngày Tết đâu. Ta kêu Tết đoàn viên mà có tôi với ông người ăn cơm. Ngày bình thường tụi nó đi làm rồi bây giờ tôi cũng ăn ngồi ăn cơm. Rồi bây giờ ngày tư ngày Tết cũng vậy thôi. Có gì đâu khác không? Ủa tôi tưởng tụi nó khai sắc Tết cái là tụi nó ăn cơm chung với mình. Ai về nó khai sắc, nó múa, nó hát xong nó treo được mấy cái liễn, cắm được bình bông, nó đi lên nó làm việc à. Trời còn mình ơi. Tôi với bà ha. Thôi giờ vậy đi. Sao? Mình cứ tưởng tượng là con cháu mình nó đông đủ đi. Tôi với bà bắt đầu là mình ngồi vô mình ăn cơm đồ với tụi nó. Giờ bây giờ làm cho nó sơm ra kia, tôi kêu ông đem đồ ăn phục vụ tôi nha. Rồi tôi bưng bưng. Ông xã. Bưng cho tôi dĩa bò bít tết, tôi khoái cái món đó. Cái gì? Bò bít tết. Bà nghĩ sao vậy trời? Gì vậy? Tết nhất mà ăn bò bít tết. Mà ăn bò bít tết có nghĩa là bít cái tết luôn á, không có tết để ăn nữa. Ông sao mà nói vậy mà nói được rồi tại tôi. Thôi bây giờ bỏ cái món đó. Ăn món khác nè. Lương xào lăn. Trời ơi, tết bà lăn không hả? Bà không đi được mà bà lăn không, bà ăn lương xong bà lăn luôn á. Vừa không được lãnh lương mà vừa phải lăn. Trời ơi, ông ơi là ông. Chứ bây giờ muốn ăn cái gì? Ăn cái gì mà cho nó ngon lành nè. Tôi kêu món là tôi với bà ăn là mình ngon lành luôn nè. Món gì? Cho món cua hoàng đế với lại tôm hoàng hậu đi.
mình một bước lên mây luôn đấy. Trời ơi, vậy là mấy đứa con của mình là Dương Tôn Công Tử đó. Ừ. Để tôi gấp ra, tôi gấp cua cho bà ăn nha. Trời ơi, ôi nó hù à, không hết hồn. Ủa, không hết hồn. Không hết hồn. Mừng lại con. Hù lại. Ông bà nội làm quá quá. Không vậy cho con vui thôi. Trời ơi, bà nội nói xấu con gì đúng không? Nè nè con xuống đây, con xuống đây. Nghe, nghe bà nội nói cái câu này nghe, bà nội không phải khen định con nghe. Dạ. Cái mặt con á với thân người của con không có cái gì chỗ nào đẹp để mà nói xấu hết trơn, hiểu chưa? Trời ơi. Bà cứ ghẹo chọc cháu Đức Tôn tôi hoài bà nội nói như là hàng ngàn mũi tim đâm vô tim con vậy đó. Đâm vô tim con vậy đó. Trời ơi, lấy cái tim ra đây tôi chà với nhám luôn. Gắn cái bao lì xì đắp lên là nó hết chứ có gì đâu. Ủa mà quên hả? Ở con về, ủa con mình không có dẫn bạn gái về giới thiệu ra mắt ông bà nội đâu ha. U là trời, con làm gì có người yêu. Con vậy? Còn đang sợ ế đây nè. Trời đất ơi, vậy là con tệ quá. Con thua ông nội với ba con xa lắc luôn á. Trời ơi, cái thời mà ba con đó, cỡ tuổi con đó nha, là ông nội là đi ngồi mừng xui là không biết bao nhiêu chỗ luôn á. Nè con ơi, có mặt con cháu nội tôi cũng đẹp trai vậy mà sao vậy, sao con đi tán gái đi con. Ông bà nội không biết á, thế hệ ông nội là khác, thế hệ ba con là khác, thế hệ của con là khác nữa. Ồ, cỡ cái này ra cho nó khỏe coi. Sao mà con thấy Tết mà sao mà cái mặt ông bà nội kỳ kỳ sao á. Kỳ là sao? Không có vui. Đâu có vui, nãy giờ vui quá trời luôn. Tết vui chứ, Tết là phải bây vui. Bây giờ để con phục vụ văn nghệ cho ông bà nội coi nha. Ê, được á nghe, được á nghe. Trời ơi, hay à, có lý. Đây, để cho nội cho. Không có bán vé nha. Xin kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Tết đến xuân về, nhà nhà đều vui, người người đều vui, mà hai người này không vui. Ha. Cho nên là con sẽ phục vụ buổi văn nghệ để cho cả nhà đều vui và hai người này cùng vui. Rồi. Rồi. Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Tết đến trong tim mọi người thấy quá. Chơi dĩa thịt gà, người trẻ hóa quốc, người già chơi xương. Người trẻ thì thích ăn xương, người già răng yếu ăn xương nổi gì. Chicken down, chicken down, down. Trời cái gì đây? Mà nổi đây, mà nổi cái tay con. Trời đất ơi, hết chưa, hết chưa? Ông ơi, ông trời hả? Ơi, đầu nhỏ bên nỉa bên kia em làm sao? Bẻ gì nè em được nè. Rồi. Nó bẹo rồi. Con đã chỉnh lại được rồi. À, do vừa cái thật mày đặt xạo hả con? Khoan khoan, nghe bà nội nói cái gì mày đang ca Tết Tết thì vui vậy. Tự nhiên mày nói cái gì tình yêu như dĩa thịt gà vậy đó. Rồi cái câu chót là cái gì? Cái gì người già răng cỏ gì đó? Người già răng yếu. Ai là ăn nổi gì? Người già răng yếu còn nhai nổi gì phải không? Bậy bậy, con phải nói như thế này nè. Người già răng yếu thì nhai xí quạch. Ông nội con khoái xí quạch lắm. Răng cỏ không có mà thích nhai xí quạch chỉ lắm. Bởi vậy bà nội biết ý ông nội là thích ăn xí quạch lắm. Dạ. Ra hãy nấu cái nồi nước lèo lúc nào cũng có phải có mấy cục xí quạch vậy đó. Bắp 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 bắp. Ông bà nội, không bà nội, bà nội lại đây đi. Con hỏi bà nội chuyện này nè. Nè nè nè, bây giờ sao? Nói cái gì? Con muốn hỏi ông bà nội này nha. Hỏi gì? Nếu như ông bà nội có một điều ước trong đầu năm á, thì ông bà nội sẽ ước cái gì? Trời đất ơi, cái thằng này lãng à. Cái này mình Tết chứ đâu phải sinh nhật đâu mà ước gì con ơi. Hiểu rồi nè. Anh ấy thèm ăn bánh kem. Nhắc khéo tôi, yên gà, tâm. Gà. Ngày mai bà nội đi mua nguyên liệu, bà nội làm bánh kem cho con. Rồi, dạ. Bà nội đâu làm bánh kem ngon. Không phải. Chứ sao? Ông bà nội cứ trả lời thật lòng đi, ông bà nội ước điều gì? Giống như mình có được điều ước nó cho đó. Giờ đúng rồi. Bà ở để tôi. Ê, không được. Trời ơi. Phụ nữ, ông phải ưu tiên cho tôi. Ưu tiên rồi, ưu tiên phụ nữ, bà ước trước đi. Bà nội nói thiệt với con á, bà nội thực tế lắm. Bà nội nghĩa là ước đơn giản lắm, rồi. Không có ước gì cao xa đâu. Bà nội ước ha, nếu mà có một điều ước thì cho tôi xin ước là cho tôi trở về cái thời mà tôi còn 17, 18 tuổi. Tôi sẽ đẹp như một nàng công chúa Bạch Tuyết. Ôi, môi đỏ như sơn. Ôi, da trắng như tuyết. Ôi, tóc đen như muôn. Và phía sau lưng tôi, trời ơi, Dương Tôn Công Tử nó xếp hàng lớp. Trong đó có hoàng tử này. Bà đi, bà đu đâu múc cái sao quả vậy? Bà leo xuống dưới đất được không? Bà dễ trở về sao khổ đi. Ý ông nói tôi mơ mộng á hả? Chứ còn gì nữa. Bởi tôi nói ông không biết gì hết trơn. Sao? Cái điều ước á là
trời ơi, nó thiêng liêng dữ lắm, cho nên mày ước đâu có tốn tiền, đâu có mua gì đâu, cho nên mày phải ước cái gì mà mình làm không có tới, mày phải ước như vậy đó. Biết đâu rồi. Để ước được thành sự thật thì sao? Thôi thôi thôi, tôi không dám đâu à, bà quay trở lại 17, 18 tuổi là tôi mệt nữa à. Tôi ước nè, tôi ước mới là gọi là nó hiện thực. Sao? Nó thực tế hơn bà nhiều. Ừ. Nghe ông nội ước nè con. Dạ. Nghe ông nội có ước gì đây? Nếu như cháu tôi cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước rất là đơn giản. Ước gì? Bà nội con không phải là bà nội. Bà mới nghe cái gì? Mới nghe cái gì? Ai vừa nói gì đó? Ai vừa nói? Mới nghe cái gì? Ông ước sao? Không phải. Ước có một cho thằng bé cháu nội tôi có một bà nội khác phải không? À, dạ, không phải. Bà nghe không có rõ. Bởi vậy tôi nói cái lỗ tai bà phải để ý từng câu từng chữ của tôi. Ừ, tôi ước ước gì bà nội vẫn mãi mãi là bà nội, hiểu không? Dạ hiểu. Mà bà nghe làm sao á? Trời ơi, bà nội vẫn mãi mãi là bà nội. Có nghĩa là chỉ có mình bà thôi, thấy không? Tôi ước thực tế không? Cái điều ước cái câu tri chắc cái lỗ tai tôi đi đăng nắm dỗ. Vậy thì rồi. Được đó nha. Được không con? Đơn giản nha. Đó. Vậy thôi. Rồi, rồi, đi bà nội dọn cơm cho con ăn. Ủa, ông bà nội không có ước gì khác hả? Ví dụ như là một buổi cơm chẳng hạn. Nói nãy giờ giỡn thôi. Chứ thật sự là ông nội cũng mong ước một điều ước. Không biết có thực hiện được không, nhưng mà mình cũng ước thôi. Ước gì là gia đình mình có được một bữa cơm đoàn viên ấm cúng trong những ngày Tết, đầy đủ tất cả các thành viên để ngồi với nhau, quay quần bên nhau, ăn một bữa cơm thật là đầm ấm đó. Ông nội với bà nội chỉ ước đơn giản vậy thôi. Đúng rồi, bà nội cũng cùng một ý với ông nội con. Người ta nói là Tết đoàn viên, con thấy không? Dạ. Có nghĩa là con cái dù ở nơi đâu, xa xôi cỡ nào thì Tết người ta cũng tranh thủ cho về nhà, quay quần bên ông bà cha mẹ ha, rồi ăn cơm, rồi nói chuyện rơm rã. Mình nói những cái chuyện vui và những chuyện buồn trăm năm qua, rồi mình rút kinh nghiệm. Cái nào tốt mình lấy, cái nào xấu mình bỏ đi. Đó, nhưng mà con thấy không? Trời ơi, lúc nào cũng có hai ông bà già không à? Rồi đâu có phải gọi là Tết ông ha? Thì có cháu đứa tôm được rồi thôi. Rồi, bây giờ con sẽ thực hiện điều ước của ông bà nội là con sẽ kêu vô ăn cơm. Kêu vô ăn cơm. Trời đất ơi, thì ra nó giả bộ nó nói dòng do Tam Quốc thì ra. Nãy giờ dẫn bạn bè về giấu ba ông, giấu ông nội mà nội. Tính là giấu nè. Con có bao nhiêu bạn dắt vô hết đi. Ngày Tết đông vui không sao hết trơn á. Tết vui. Nhưng mà bạn của con đặc biệt lắm. Ông bà nội phải nhắm mắt lại. Cái gì? Trời ơi sao giống cha mẹ nó quá vậy trời. Vậy cha nào con nấy rồi. Nãy kêu cha nó biểu mình nhắm mắt. Nhắm mắt phải không? Dạ. Bất ngờ đúng không? Dạ đúng rồi, bất ngờ. Thôi nhắm mắt đi. Nè. Con đếm từ 1 tới 5 nha. Đừng dẫn nguyên sân banh vô tôi đãi không hết nha. Rồi. Ủa đếm tới mấy vậy? Dạ 5. Rồi đếm đi. 4. Rồi dẫn vô đi. 3. Bao nhiêu cũng tiếp. 2. Rồi. 1. Mở trời mắt ơi. Được chưa? Nguyên 1. Dạ. Ủa. Ủa. Ủa cái gì vậy? Nghe nói là tụi con có công kiện làm sao rồi xuống đây? Dạ nãy giờ tụi con nghe ba mẹ nói chuyện với nhau hết rồi. Tết đoàn viên là để gia đình mình sum họp, quây quần bên nhau. Mà năm nào á, tụi con cũng lo công việc, không có bao giờ mà đón một cái Tết trọn vẹn cho gia đình mình hết. Tự nhiên thấy mình có lỗi khi mà hả chưa có hiểu được tâm tư tình cảm của ba mẹ. Thôi thì bây giờ tụi con sẽ chuộc lỗi bằng cách là năm nay và rất rất nhiều năm về sau nữa, nhà mình sẽ đón Tết cùng nhau nha ba mẹ. Ghê chứ hả? Dạ, bữa nay á là vợ chồng con quyết định dẹp công việc sang bên hết luôn. Ăn cơm với ba mẹ. Ba mẹ đừng giận vợ chồng con nữa nha. Trời con ơi, giận hờn cái gì? Đứa nào cũng có công việc mà vì cái gia đình này thì ba mẹ chỉ buồn vậy thôi, là tại vì Tết là đoàn viên mà mình có hai ông bà cũng như ngày thường thôi à. Không có gì gọi là không khí Tết hết trơn á trời. Nhưng mong sao tụi con hiểu được là ba mẹ vui rồi. Rồi. Bây giờ mình ăn cơm nha ba mẹ. Thôi. Có mời ba mẹ với ông bạn cơm. Không được. Tôi bận rồi. Sao vậy ba? Sao vậy? Tôi bận làm việc online à. Ông nội. Ba này. Ông nội chọc ba con thôi. Thôi thôi thôi. Rồi, giờ mọi người ăn trước đi nghe. Tôi cũng. Ủa? Ủa? Gì, gì vậy? Tôi xuống dưới bếp. Làm gì? Tôi nấu ăn online. Mẹ này. Vậy là ngày nào gia đình mình á cũng sẽ có những buổi cơm hạnh phúc như vậy luôn. Đúng rồi đó con. Lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Phải vậy chứ, là phải vậy chứ. Rồi con mới giờ. Trời ơi, nghĩ sao mà năm người mà nó đưa có 4 cái chén à. Thật tội vậy thằng nhỏ. Đứng phục vụ đi con. Mới cơm vô cho mẹ con kìa. Trời ơi.
Bà ăn bánh tét hay vậy không? Trời ơi, nè, 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 nè. Tét hay vậy? Đây nè, tôi cho ông cái chả nè. Trời ơi, ông chả còn sống. Em à. Dạ. Tình yêu của anh. Anh cảm ơn em trong thời gian qua đã đến bên anh chăm sóc, lo lắng cho anh. Nếu như mà không có em thì coi như anh không có mặt tại đây. Anh này, sao nói chuyện xuôi hoài vậy? Mình là người yêu của nhau mà. Những lúc em khó khăn, anh luôn bên cạnh em. Thì bây giờ anh khó khăn, anh cần có ai đó bên cạnh, thì em phải là người bên cạnh anh chứ. Anh xứng đáng nhận được điều đó mà. Anh cảm ơn em. Sao vậy? Nhưng mà em thật sự là em cũng lo lắm. Em lo gì? Anh ngồi đi. Gì chút? Em lo gì vậy? Thì anh cũng biết rồi đó. Sao? Ba em với má anh đó đã cắt khẩu với nhau từ ngày xưa đến bây giờ rồi. Bây giờ á, biết em với anh mà tới với nhau á, là ba em với má anh á cấm cản đó, anh biết không vậy? Cấm cản cái gì? Má của anh á, nó lập gia đình rồi. Ba của em cũng có gia đình mới. Cái đó là chuyện quá khứ rồi, chuyện dĩ vãng rồi, cái đó là chuyện của người lớn. Còn chuyện tụi mình nè, cái thời đại này là thời đại 4.0 rồi. Mình yêu nhau là có đủ thứ cách để đến với nhau thôi. Em lo cái gì? Chắc chắn á là sắp tới anh sẽ cưới em. Em yên tâm nha. Tự nhiên hình như là anh hết bệnh á. Cái anh nói chuyện hào hùng lắm nha. Tại vì đó, nó gấp lắm cái phổi. Đợi anh xíu, em ăn mứt đi. Dạ. Mẹ gọi. Con nghe nè mẹ. Dạ. Ủa, sao mẹ lên sớm như vậy? Đang ở bến xe luôn. Rồi. Con đang đón mẹ liền. Dạ. Đợi con nha, đừng đi đâu nha. Dạ. Mẹ lên rồi kìa. Hả? Giờ sao đây? Mẹ lên hả? Ngoài bến xe kìa. Ủa sao gấp vậy? Trời đất ơi, bây giờ sao em sao? Trời ơi, không được con, em đâu có ở đây được. Em qua nhà con Hồng. Qua nhà con Hồng liền. Em qua nhà con Hồng hả? Đi lên. Biết rồi. Nhưng để em gom đồ đã. Bây giờ anh đi đón má đi. Được rồi. Rồi chở má đi vòng đi. Rồi. Chết rồi bây giờ. Ủa, ba. Ba nè. Ủa ba. À, thì ba đi. Ủa ba mới lên hả? Bất ngờ dành cho con. Ủa trời đất ơi, sao bất ngờ thiệt có chứ, ba lên hồi nào mà ba không cho con biết trước vậy? Như vậy mới gọi là bất ngờ đúng không? Ba nói cho con nghe, lúc ngồi trên xe nè, trời ơi mua đồ cho con nè. Người ta quảng cáo nào là ổi là coi như là ổi xa lì rất là ngon. Ủa cái này ổi vườn nha ba. Đó, đừng có là bán rồi ba kêu người ta sắc sẵn luôn đi, khỏi ba không có trong sắc ra vậy đó. Có sữa nữa nha. Trời ơi, cái này con mê lắm nè. Người ta quảng cáo, người ta nói uống sữa vô là bảo đảm là coi như là đẹp da luôn á. Ba mua cho con gái luôn á. Trời ơi, con cảm ơn ba. Ba định lên đây với con là ba định ở khoảng một tuần lễ thăm con, khi nào hết nhớ rồi lúc đó ba về. Thôi ba. Cái gì thôi? Cái gì thôi? Ủa, ở viện tuần lễ dữ vậy ba? Thì ở thăm con gái phải ở tuần lễ mới có chuyện đi về. Nói cho con nghe rồi về kể cho mẹ con nghe vậy đó mà. Trời ơi, thôi ở ngày chơi vui rồi ba. Chúc ơi, anh xong rồi nè. Chúc ơi.
Ủa? Đó rồi, ba em lên luôn rồi. Ai vậy? Đi nhớ mua giùm cái bịch chè bà ba. Thật sự. Dạ. Thấy người lớn thì phải chào hỏi đàng hoàng đúng không? Dạ. Nó là thằng nào vậy? Dạ bạn con. Nè con gái ơi nó đang bị bệnh, nó đang bị dính bệnh đó con, tự nhiên cho nó vô trong nhà chứ vậy. Đang bệnh ba đi, bởi vậy đi qua nhà con lấy thuốc, tại bên con có thuốc. Rồi xong chưa? Sao rồi? Rồi thôi đi về. Lấy thuốc rồi đi về. Dạ. Đi về giùm đi. Đi về liền giùm đi. Dạ thôi ba. Bệnh hoạn đi vô nhà ta làm cái gì? Đi về lại lên. Ê đừng có khóa cửa nha, đừng có khóa cửa ngoài nha. Ba. Mai mốt được cho cái loại người đó vô nữa nha. Dạ nha, mình dạ. Bệnh. Đây cái này để cho ba. Ba tính là coi như tuần lễ nha con nha. Ba tuần lễ hả? Nhưng mà chắc con nghĩ là không tới tuần đâu ba, ở chơi 1-2 bữa thôi. 1-2 bữa nó ít lắm, mình không có nói chuyện được nhiều. Lâu lâu ba lên ba thăm con, ba nhớ con mà, hiểu không? Dạ tại cái này không phải nhà nhà thì nhà con mà, nhà dạ. Của con thì đương nhiên là ba ở được mà đúng không? Dạ. Thôi giờ không có nói nhiều nữa. Bây giờ để ba đi vô ba rửa cái mặt á, cho nó mát mẻ rồi đó. Ra cho con mình nói chuyện nhiều hơn. Dạ. Ổi với sữa là nhớ uống nha. Dạ để con. Ba vô. Ba phòng đây phải không? Dạ ba. Rồi, ba biết rồi. Không được đâu ba ơi. Con nghĩ là không được ba ơi. Có gì không được, nhà của con mà. Sao vậy mẹ? Để nó con ra con rước tao tự nhiên cái ra đầu ngõ là thấy mẹ ngoài rồi. Kêu đứng đợi chút. Đợi nắng muốn chết rồi cả buổi trời. Con phụ cho. Sao vậy tự nhiên cái lên giật ngược giật xuôi lên con không biết mệt gì hết trơn nè. Quá. Để vô lấy miếng nước uống nè con ơi. Thôi đâu có được. Không có được, đâu có được. Con ghê bây giờ cho ba cái khăn để ba. Trời ba cười, thấy ổng chán chán luôn nghe trời. Hey, hết vui rồi. Chốt. Dạ sao? Sao là sao? Thấy là tôi quế rồi đó. Vàng khe luôn. Nó đã không ưa rồi mà gặp nhau cũng mặc màu vàng là sao? Tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi bà nè. Tôi đến đây để thăm con gái của tôi. Tại sao bà có mặt trong căn nhà này? Trả lời cho tôi biết. Nè, nói chuyện người ta nói là phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Nói phải dòm trước dòm sau. Tôi cho nói lại lần nữa đó. Nói lại cái gì? Nhà này của ai? Nhà con gái của tôi. Nhà này của ai? Nhà con gái của tôi. Thành đâu rồi? Dạ con đây nè. Nhà này của ai? Dạ nhà này của... Của con. Đó, thấy không? Nó nói rõ ràng nhà của nó. Của ai? Không có. Của con mới đúng. Thấy chưa? Nhà của ai? Dạ. Xin lỗi một phút nha. Nhà con trai con. Dạ. Con bỏ ghét. Bây giờ bà hỏi con này, căn nhà này căn nhà của ai? Dạ, nhà của anh Thành. Đó, nghe rõ chưa? Nè, tôi nói ông nghe nè, bây giờ tôi thiệt, tôi lên tới nhà con tôi, không lẽ tôi gây lộn với ông hoài. Tôi nói tôi tránh ông rồi mà tại sao vẫn gặp, tôi lên tới Sài Gòn, tôi thăm con tôi rồi. Mà tại sao tôi cũng thấy cái bản mặt ông trong đây là sao? Ông quan gia ngõ hẹp gì kỳ cục vậy? Tôi lên thăm con tôi mà, rõ ràng đây là con gái của tôi, đúng không? Nhưng mà đây là nhà con trai tôi lên, ủa con gái ông? Ủa mình nè, coi cho bà hỏi tại sao con lại ở trong nhà của người này? Ủa mà tại sao con nói tại sao? Lên, không dạ. Má biết. Trả lời cho ba biết coi. Dạ. Tại sao ở trong nhà của người này? Dạ. Tại vì con kêu qua. Dạ tại vì hai vạch rồi. Trời đất ơi là trời ơi, con gái mà. Tại sao con cho người ta ăn cơm trước kẻn vậy? Trời ơi con bôi trôi đét đấu vô mặt ba má rồi con gái. Quan nghiệt đó, ngày xưa chê tôi, không có chịu lấy tôi, giờ con gái mình vậy đó. Ba, hai vạch này không phải là hai vạch gì, không phải. Chứ hai vạch gì? Con nè. Nè. Con hai vạch luôn. Nó là con trai mà, nó là đàn ông, làm sao mà thấy có thể có cái này được. Ủa, má có tuổi chứ mà đâu có lẫn con. Con đàn ông mà con có bầu, là có bầu gì mà con hai vạch. Cái gì vậy mẹ? Hai vạch đâu phải hai vạch là có thai, có bầu gì đâu. Hai vạch là, ý con nói là con bị nhiễm bệnh á. Con bị nhiễm hả? Dạ. Quên, hai vạch bị nhiễm, con tôi nó bị nhiễm. Trời con đâu có dám kêu mẹ lên đâu. Có nghĩa là bây giờ nói cho rõ ràng. Có nghĩa là bây giờ hai vạch là tại vì cái người con trai này bị bệnh. Dạ. Rồi con tới đây làm gì? Dạ. Là như vậy để con giải thích cho dễ hiểu. Rồi là con tới đây làm gì? Là con bị nhiễm bệnh rồi xong con nhờ Trúc á, qua bên đây chăm sóc cho con, lo lắng cho con. Khi con nhiễm bệnh á, tiếp xúc với con cũng rất là gần luôn á. Nhưng mà Trúc không có bị lây nhiễm. Nhưng mà thật sự là hai tụi con có thương yêu nhau, nhưng mà hai tụi con không có vượt mức giới hạn nào hết á. Dạ, ba yên tâm, nồi cơm của ba vẫn còn y nguyên ba. À, nồi cơm vẫn còn y nguyên. Dạ, nồi cơm vẫn còn y nguyên. Có nghĩa là chưa có vượt ra khỏi dòng lễ giáo. Dạ. Vậy thì ba yên tâm rồi. Còn cái chuyện của ông với tôi á là để qua một bên đi. Nói chuyện thì phải suy nghĩ cho nó kỹ trước khi mình nói. Bên đây là đàn ông, bên đây là phụ nữ, nó là con của tôi.
muốn cái gì cũng phải nói với tôi đàng hoàng, chứ phải tự nhiên bây giờ để cho nó vô nhà để ở rồi nó coi như là mọi chuyện đã rồi là xong hả? Giỡn chơi hoài. Đâu phải mọi chuyện đã rồi xong, tôi đâu có nói là tôi không bước tới với anh đâu, nhưng mà chuyện tụi nhỏ nó thương rồi chắc chắn là tôi sẽ bước tới, nhưng mà giữa tôi với anh nha. Sao? Tôi với anh là tụi là tôi không đội trời chung nha. Tôi nói là tụi nhỏ có tới thì tới, tôi không có còn xu với anh đó. Tôi nói cho anh. Có nghĩa là bây giờ, có nghĩa là bây giờ ý bên đây là tức ganh tị hồi đó tại sao tôi không cưới bà mà đi cưới vợ khác đúng không? Không có tới. Bây giờ xuống con gái tôi ở chung với con trai của bà đúng không? Tôi không có tức. Nhưng mà tại vì á, ông nghe lời má ông, mà tôi nói ông đàn ông gì mà ông gia trưởng thì phải nghe lời. Bây giờ thời buổi nào? Thôi nè mẹ. Nghe con nói nè, đừng có cãi nhau nữa. Mẹ với là bác cãi nhau hoài. Rồi làm sao á, tương lai hai người làm xui gia cho được. Thì bây giờ là hai con là má chấp nhận. Nhưng mà xui gia là cái chuyện đó để lại là nó giờ má chấp nhận hai con. Miệng luôn đi, ba đừng mà ba bên kia đã xuống nước rồi, ba đừng con vậy nữa. Bây giờ ba nói cho con biết ha, con thương cái người này ba không có ý kiến ha, nhưng mà đối với ba đó là biểu ba làm xui với cái người phụ nữ này ba không chấp nhận. Bây giờ mà bác không chấp nhận hả, con với Chúc á hả là chết ra, là tự tử là chết ra. Ba ba không thương cái rượu của ba hả? Thương cho sao không thương? Ba cứ gây lộn hoài. Không phải là ba muốn gây lộn đâu, nhưng mà ba cũng có cái sự ức ở trong lòng ma chứ, đâu phải là ba không thương con đâu con gái. Rồi con tự nhiên giờ gặp nhau đứng đây ôm nhau khóc. Thôi bây giờ vậy nè, cái chuyện tôi với ông là chuyện qua rồi, tôi với ông già rồi, gần đất xa trời rồi, tự nhiên giờ tụi nhỏ nó hạnh phúc mà không lẽ vì tôi với ông mà tụi nhỏ nó chia tay sao? Bây giờ là coi như tôi chấp nhận tôi thua bà đó, vì con gái của tôi chấp nhận nhượng bộ đó. Thì vậy đi, mình là đàn ông mà phải nói tiếng vậy đây thì tôi quề cả làng không. Trời nhưng bây giờ là hai đứa tụi nó đã ở chung với nhau rồi là quyết định cưới liền trong cái chờ cái không gì trong cái đó. Không hả, có cái cưới gì? Được, không có cưới. Cái gì thấy mẹ? Không, thấy không, thấy không? Là sao mẹ? Cưới gì mà cưới, bây giờ đang dịch giả. Sao mà đãi tiệc, đãi tùng bà con, cô bác, tất cả mọi thứ. Cưới giờ sao được, bây giờ tôi thấy vậy nè. Anh nhượng bước rồi, thôi tôi cũng nhượng bước luôn. Rồi vậy đi. Coi như là tôi với anh bắt tay cái quề cái này nè. Rồi quề. Bỏ qua nha. Rồi quyết định. Bây giờ vì tụi nhỏ nha. Rồi vì mấy đứa nhỏ. Rồi bây giờ theo tôi thì qua năm đi. Dạ. Qua Tết thì mọi thứ nó ổn, tất cả bình yên lại hết. Thì lúc đó là tôi với anh cưới. Cái gì? Lại. Nó lộn, ông bởi tao nói cái nết kỳ cục quá, tôi nói là lộn. Qua Tết mọi thứ nó ổn hết, bình yên hết, dịch nó cũng hết rồi. Thì tổ chức đám cưới cho hai tụi nhỏ. Tôi với anh làm xui gia. Làm hết hồn. Cảm ơn mẹ. Ngon mới đúng chứ đúng không? Mẹ. Vậy phải vui không? Vui. Quá đẹp luôn, quá lẹ đi Hùng ơi, đi ra phụ chị Tết nhất đi nữa. Trời ơi, con gái của tụi nó quá đẹp luôn. Đẹp ba, quá đẹp đó con. Trà nóng, trà nóng, trà nóng. Trà nóng bà ơi. Có con trai của tôi cũng quá trời đẹp luôn. Ngồi. Dạ đi ba. Ủa, mẹ bay sao lâu dữ vậy? Má. Có má. Gia đình mình đẹp, ông thấy tôi đẹp chưa? Tết nhất em. Mình cũng phải là mà sắc dày phải tươi vui nha chưa? Dạ, tươi vui. Vui vẻ không có quạo nha. Dạ. Ôi ui, quá trời bao lì xì luôn. Quá ai vậy má? Từ từ. Gì mà thấy tiền tùm tướp à. Năm mới tôi chúc ông nhiều sức khỏe. Gia đình mình hạnh phúc luôn luôn bình an. Rồi. Luôn thương vợ thương con nha, lì xì cho ông. Đúng rồi, cảm ơn bà. Hôn cái con, hôn cái. Trời ơi. Ba má xong rồi, giờ tới con nha. Con lì xì. Dạ, con. Cái gì vậy? Hên quá. Đầu năm ngồi dính cục xương gum. Trời đất ơi là trời. Không sao, dạ. Dạ. Con vào vấn đề. Năm mới con xin được chúc ba trước. Chúc ba có thật nhiều sức khỏe. Bởi vì sức khỏe rất là quan trọng. Đúng. Điều thứ hai, chúc ba sẽ luôn đạt được ước mơ của mình. Ba sẽ mở được một cái hầm rượu vàng. Và điều thứ ba, chúc ba sang năm mới sẽ không còn thay răng giả nữa. Dạ không, coi vì con cảm nhận được là ba lớn tuổi á, cứ mỗi năm ba thai cái vậy con thấy xót quá cho nên con chúc. Cái đó ba nói chuyện riêng với con, cái đó đừng có để vô lời chúc. Dạ. Gọn lại con, chúc gọn lại. Dạ, nói chung là chúc ba thật là nhiều cái điều hạnh phúc. Dạ. Còn tới má. Điều đầu tiên con vẫn chúc má y chang như ba đó là sức khỏe. Đúng rồi. Dạ. Còn điều thứ hai, con chúc má năm nay qua năm mới rồi cho nên là má ráng vì gia đình của mình, má bỏ qua gọi là cái tính mê tín dị đoan được không má? Dạ không, con nói thiệt. Và đặc biệt điều thứ ba rất quan trọng, con chúc má sẽ luôn thưởng cho ba sẽ thương má và cả nhà mình sẽ thương nhau. Trời. Dạ. Cảm ơn con.
Ủa mà con Trúc vậy là sao hết chưa? Dạ hết rồi đó. Hết luôn rồi phải không? Dạ đúng rồi. Vậy thôi phải không? Dạ. Rồi bây giờ là má lì xì cho con. Dạ. Bà cho tôi một cái, bà cho tôi một cái đi, bà cho tôi một cái để đi cho Trúc nó. Sao dạ, đầu năm rồi. Đầu năm đầu tháng xin tiền quá vậy? Đâu có, phải chúc con mình chứ, nó chúc mình bây giờ mình phải chúc lại nó. Rồi dạ. Rồi. Ba chúc con năm mới cao đựng chúc. Trời ơi. Dạ. Nhiều sức khỏe. Dạ, mau sớm có vợ đi nè. Dạ, cảm ơn ba. Nói chung là gia đình mình là luôn luôn là chúc nhau sức khỏe. Dạ. Luôn luôn là êm ấm, hạnh phúc. Đúng rồi má. Đúng rồi. Còn sao con không? Có hai bao lì xì đúng không? Bây giờ tới chị nha. Bây giờ tới con nha má, bữa nay trịnh trọng lắm. Ủa sao con ngồi đây là chồng con đâu? Nãy giờ thiếu nó con. Trời ơi, má kiếm chồng con phải không? Đặc biệt gì lắm. Má kiếm thằng rể của má, má kiếm chồng con. Má kiếm chồng con thiệt đó. Trời, bây giờ nè, kính thưa gia đình thân yêu và dòng họ thân mến. Và sau đây là sự xuất hiện của chàng rể Việt Kiều trong trang phục dân tộc Anh Rác nhà con nè. Ồ. Đẹp trai dễ sợ chưa? Đi đâu vậy? Ngồi đây mà. Gia đình mình ngồi đây, con đi đâu ngoài hàng xóm vậy? Đủ rồi, đủ rồi. Các bố chị đủ rồi. Bây giờ tới cái phần là chúc Tết ba má. Đi qua chúc Tết ba má đi anh. Chúc Tết. Đúng rồi. Em không chỉ anh là sao anh biết chúc Tết? Trời nó dễ ẹt hà. Giống như là anh chúc Tết ba má anh ở bển vậy đó. Chúc giống như ba má anh ở bên bển. Y chang. Quá dễ. Dễ anh. Chúc Tết ba má. Để anh, để anh. Chúc Tết ba má phải không? Để con, để con. Rồi, rồi. Vinh, năm mới, chúc hai bạn. Ôi mày tốt hai bạn. Rồi, 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 bạn bạn nó luôn rồi. Ba má nghỉ học rồi, không phải bạn bè gì hết đó. Không, có phải bạn bè đâu mà. Bạn là bạn bè của nó luôn. Mà xưng bạn, chúc lại, tách ra, tách ra, tách ra. Tách ra, tách ra. Từ từ bình tĩnh con, nói đàng hoàng lại con. Năm mới, chúc bạn nữ và bậy. Bạn nam bậy luôn, bậy luôn. Cái gì nữa? Cái luôn, gì bạn quay vậy? Trời ơi, anh... con không dạy chồng con để vậy hoài mất thời gian con. Dạ không, không có, anh rung quá. Hay anh đừng quạt chút xíu nữa, anh phải nam phải nữ bây giờ. Phải kêu ba bằng má, chứ sao mà kêu bằng bạn này bạn nọ được anh. Rồi rồi, hiểu rồi, ok ok. Làm lại. Làm lại nha, lần này lần ba rồi, chúc cho nó đàng hoàng nha con. Năm mới tôi chúc ba má. Nè tôi thì cầm ly xì về bển luôn. Về bển liền. Thôi thôi thông cảm cho anh đó đi con. Từ giờ cũng mới lần đầu tiên ăn Tết ở gia đình mình. Thôi thông cảm đi con, kệ. Mới mà từ từ uống nắng nó sao, kệ đi con. Sao sao? Phong tục tập quán ở đây anh xưng hô là phải cho đúng. Ở đây là anh xưng hô với ba mẹ là tôi với bạn là một cái điều rất là bất lịch sự. Anh hiểu không? Phải xưng là con đàng hoàng. Thế sao bên bển là cứ tôi và bạn, tôi và bạn. Ba mẹ của anh cũng rất là vui. Ở bển là ba mẹ của anh cũng rất là vui ạ. À? À, vui thì về bển đi. Thôi thôi. Đừng có nói nữa. Bị đuổi về bây giờ. Ở bển là nước ngoài, còn đây là Việt Nam. Anh phải chúc đàng hoàng, anh phải kêu là ba bằng má. Chúc lại đi. Thôi đừng gây lộn mà. Tao nó nhập gia tùy tục mình mới. Con từ từ dạ. Uống nắng. Má cho chúc lại nè. Rồi chúc đi. Thôi được rồi. Năm mới con chúc ba và má. Đúng rồi. Rồi giàu sức khỏe. Khỏe. Khỏe, còn khoe là gì? Rồi giàu sức khỏe. Khỏe rồi. Vạn sự bình an. Rồi. Nó chúc bệnh có bình an luôn rồi. Nó chúc có bình an luôn kìa. Bình an là một cái bệnh là khó chịu ở đây lắm, hiểu không? À, bình an là vào bệnh viện à. Đúng rồi, đúng rồi. Đàn. Vạn sự bình an. Đúng rồi. Má, không sao. Mấy cái vấn đề này để từ từ má chỉ lại cho. Má dạ. Ra cái vấn đề lắm. Con cười. Nó lì xì, nó lì xì, nó lì xì. Má chúc cho con. Vợ chồng con luôn luôn sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc y như hai con hạt này đó, đi đâu cũng có đôi có cặp. Dạ bây giờ là con lấy cái này, con lấy cái này là hai cái con gửi lại luôn. Trời ơi, cảm ơn mẹ tôi. Nó dày, nó dày, nó dày, trong này nó có dày. Đã. Rồi rồi rồi. Khoan, tới này. À, quên. Có phần. Năm mới, con chúc cho thằng em. Không phải anh gì kiểu anh lộn mà. Ví dụ cái từ con á mà em á, em cha em đẻ ra anh thì anh xưng con cha được. Còn em là em, anh xưng với anh với em thôi. Anh chứ em. Anh với em thôi. Rồi hiểu. Xưng lại. Ok. Năm mới anh chúc thằng con của em vợ. Thằng con nào? Thằng con của em vợ. Con của bên này. Con là con bên con kia. Con bên này. Đây là vợ. Rồi. À, năm mới chúc thành vợ của em con. Từ ngữ nó lộn dữ vậy trời. Thằng em con nào? Thôi lộn, có năm chữ. Thằng em của con vợ, thằng em nè, con vợ nè. Thằng em của con vợ nè. Rồi, năm mới chúc
thằng em của cái con vợ. Ừ đúng rồi. Mau ăn chóng lên, mau mau lấy vợ. À đó cái này. Đó dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi rồi thôi chút vậy được rồi, nói nhiều quá nó không có biết đâu, nó hồi đó nói bậy giờ. Rồi rồi, xích đạo, xích đạo. Xích đạo. Xích đạo. Má má yêu, má yêu. Cái gì? Xích đạo là mình về bên địa lý á, đường xích đạo rồi đó má. Dạ. Ủa chị cái ngồi á, ngồi là gì tiếng Anh á má? Vâng, con hiểu tiếng Anh xích đạo là của má. Ừ. Còn của con là sit down please. À, đúng sit down please. Ngồi, 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 ngồi. Bây giờ gia đình mình là đông đủ vui vẻ hạnh phúc rồi. Bây giờ ngồi đi, ông uống trà, ăn bánh mứt với tụi con đi nha. Dạ. Tôi vô tôi làm mâm cơm. Đúng rồi, đúng rồi. Xíu ra là mình ăn cơm gia đình cho con nha. Đúng rồi, đúng rồi. Bữa nay là... Phụ má luôn nha. Cái gì mà phụ má đây chơi đi. Để con phụ má được mà ăn. Thôi, thôi, được rồi. Nói chuyện với ba nha. Rồi, vô phụ má con đi, vô phụ đi. Ngồi đi con. Con ngồi. Ngồi, ngồi. Dạ. Nói tiếng Việt ngồi. Ngồi. Ngồi á. Còn bên bển người ta gọi là sit down. Rồi khỏi đi khỏi. Không có rành. Dạ con ngồi đây. Úi da, nó khó chịu ngồi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái ghế nó không có cái nệm. À, không có nệm. Nè, nên... nè đây là phong tục vậy thôi, nệm là bển. Dạ, bển. À, bây giờ để ba hỏi con nghe. Dạ. Ở bên bển thỉnh thoảng con có uống rượu không? Dạ, yeah, có. Có chút đỉnh phải không? Yes. À, cái phong tục ở đây thì là coi như là cuối năm thì phải có một hai chung rượu gọi là cho nó có không khí trong gia đình trong mấy ngày xuân vậy đó, vậy không? À, ở đây người ta gọi là rượu. Còn ở bên nước của con người ta gọi là wine alcohol. Thôi, không hiểu, không hiểu. Cái gì, cái gì? Alcohol. À, nó nói là cúng cô hồn. Trời, wine alcohol mà tưởng giống như kiểu bởi Australia để cô hồn. Không có. Không phải, nó không có nói hồn, nó nói là uống rượu là cúng cô hồn phải không? Không phải, cái tiếng Anh, tiếng Tây của anh nói nghe anh nói nhanh lắm, mình dịch lại mình dịch không có ổn đâu ba. Thôi kệ đi, thôi đừng nói tiếng Anh nữa ha. Dạ dạ. Khi mà về đây tập nói tiếng Việt nha. Tiếng Việt cái đó gọi là nhậu à. Đó, nó cũng biết. À vậy ha. Bây giờ là ở trong nhà này có nhiều rượu lắm, coi như chân trong tủ quá nhiều luôn. Dạ. Bây giờ là nó có nè, banana chuối hột nè. Banana thì cứ banana, còn banana mà chuối hột nó kỳ. Ta thích nói vậy đó. Không sao. Có rượu Johnny Walker nè. Cái rượu Johnny Walker này để lâu lắm rồi đó nha. Ở trong đó nó có cái chất là... Johnny Chí Nguyễn. Đóng phim hành động hay vô cùng. Tôi nói thiệt với bạn nghe. Bạn nên xem những cái đó đi. Nhưng mà... Thôi hả? Cái gì? Thì bữa bạn hỏi thì... Cái gì vậy bấy? Ủa sao tự nhiên đang nói rượu Johnny Walker có gì với Johnny Chí Nguyễn đóng phim gì đấy? Nhỏ bạn gái nó đang gọi nó hỏi cái phim mà bữa con giới thiệu là gì hiểu không? Chứ không gì... Để con nói lại. Trời đất ơi! Nói... Vậy uống à? Còn uống cái rượu nào cũng được. Rồi vậy là coi như cuối cùng mình uống rượu đế đi. Dạ. Dạ. Vậy nghe. Ba lên. Ngồi đây chờ ba chút xíu ba cho lấy rượu ra nghe. Dạ. Rồi vậy nghe. Dạ ngồi chơi nha. Vậy. Bé gái. Vô trong lựa rượu với ba. Dạ. Ba anh khó lắm vậy. Giờ em con gái ngứa đừng coi mấy cái phim hành động đồ hiểu không? Mình mở mà Tết nhất là mở cái kinh tổng hợp đi. Chị hình Vĩnh Long một nha. Mở đi. Coi này Tết này vui lắm em à. Nha. Thôi. Uống rượu ta không sai ta nào hai. Xin mời anh nâng ly cùng tôi. Ai ạ? À? Ai? Ai? Chú... Hàng xóm. Nhưng mà fan. Chú mừng năm mới. À, chúc mừng. Nhậu đi. Vô. Mời anh vô. Hả? Mời anh vô nhà. Không. Ý vô là 1, 2, 3, vô. Chứ vô đây một hồi và năm phải chửi. Vô, 1, 2, 3, vô là nhậu. Đúng rồi, nhậu. Có alcohol vô đây. Alcohol. Vô nhậu. Vô đi vô. Ê, đi không vô. Được. Không sao, ba vợ của tôi nói là vô đây là mọi người vui vẻ, xung lại với nhau không sao ngồi bên kia. Được, đúng không? Đợi chút xíu không có sao đâu. Rồi đây, để mà đây con. Đình luôn nha má nha. Ê, có rượu rồi đây, lựa cho rượu rồi quá. Trời đất ơi. Ba mẹ. Trời đất, cái gì vậy? Con chào năm. Con lôi bạn này vô. Anh à. Con. Anh bước ra đây. Từ từ con thích nhất con. Trời Nam. Con đang đi uống rượu, gần rễ của năm là lo con vô chứ con có muốn vô đâu. Thì bây giờ năm không thích thì thôi con đừng có vô, nó kéo thì kéo là chuyện của nó. Nó không biết thì bây giờ con vô đây làm cái gì? Đi. Mình có thể từ chối mà, đúng không? Mình từ chối mình đừng có vô nhà người ta. Tại con nghe là nhà này bữa nay có rễ Việt Kiều, con cũng muốn qua thăm năm. Trời ơi, má đã nói với con rồi. Trời ơi, tại nó không biết cái tiếng Việt đâu mà nó nói tức ghê vậy đó. Con cho đây, anh đang sai lầm lắm thiệt. Cũng đợi anh gặp sóng gió nữa, hiểu không? Đây nè, bây giờ cái vấn đề má đang giận như vậy là tại sao vậy? Thì phong tục Tết của Việt Nam á, hiểu không? Cái người đầu tiên mà bước vô nhà là phải hợp tuổi hợp mạng thì cả gia đình mới may mắn. Còn cái người mà anh đưa vô á, họ không hợp tuổi hợp mạng cái gia đình này, anh nhìn đi. Đó, ông anh đó, ổng tuổi con heo, năm nay năm dần, sao hợp? Cái gì nữa? Cái gì mà Tết nhất mà quỳ hết trơn vậy trời?
cái này này là lỗi tại con, tại vì con không có nói cho anh biết là phong tục tập quán của chỗ của Việt Nam mình là sao làm sao làm sao, cho nên ảnh mới cư xử vậy đó chứ anh không biết đâu má. Tại nó cũng có tại con không mà đem chồng về đây ăn Tết ở đây thì phải chỉ dẫn đi cái phong tục tập quán của Việt Nam mình, không có chỉ gì hết để ở nhà sao nói đùi lên vậy, đi Tết chứ có sao nó vui. Thôi 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 được rồi. Được. Năm mới con chúc năm có thứ. Trời ơi. Bảy trời ơi, năm bốn tôi mới nói rồi, tôi nói xuất hiện là cái nhà này nó tan nát. Thấy chưa? Tôi thấy hết vui rồi đó. Thôi bây giờ vậy nè. Thôi ra nhà này tụi con ở đi, má ra khách sạn má ở. Thôi má. Đừng. Mệt quá tao bắt taxi má đi liền. Năm. Lỗi là lỗi con, không mấy con ra khách sạn con ở cho. Ủa. Chứ tại vì hồi nãy con xỉn rồi. Lôi con vô quá mà con lỡ vô con làm gia đình xào xáo thì thôi con xin lỗi. Thôi bây giờ bây đầu năm đầu tháng bây lỡ rồi hả? Mày ngồi đây luôn. Dạ. Ngồi luôn ha, cái chuyện này không ai muốn hết trơn rồi. Ngồi luôn là ông hốt nó à, tôi không có hốt rồi nha, tôi nói trước rồi á. Bây giờ tôi nói cho bà nghe nè, lỡ hết trơn hết trọi rồi thì bây giờ lỡ nó thằng rể nó không biết nó kéo nó vô rồi, bây giờ thôi mình bỏ qua đi chứ mình làm chi cho nó không vui, nó không khí gia đình. Trời đất ơi, ngày cuối năm rồi. Trời ơi, nếu mà nói ngày mai bằng mùng 1 là tôi không biết cái tôi dỡ nóc nhà nó luôn à. Thôi được rồi, thôi được rồi. Cái lỗi này là cái lỗi của con. Còn bên bển thì con là cứ Tết nhất đến nơi thì ai muốn vô nhà thì cứ vô nhà. Còn bên đây thì bây giờ con mới biết có gì con là sẽ học hỏi lại vợ của con. Rồi, bây giờ là con thứ lỗi. Con nói như vậy á là coi như là mát nguội rồi đó. Bây giờ là tha cho con một lần này nha. Từ đây về sau có cái gì là con phải dạy chồng con trước hay chưa? Dạ có gì con chỉ ảnh, con hướng cho má năm, luôn. Năm. Dạ. Lỡ rồi vui đi năm. Trời ơi Tết là mình phải vui chứ năm. Tôi là tôi lúc nào tôi cũng vui nhưng mà tôi thấy cái mặt của con chú là tôi không có vui á. Tôi năm, biết là Tết năm nay là tôi vui không có trọn vẹn. Năm sao quá. Ủa sao năm không nghĩ là Tết mà có một cái người tướng phốt phát vậy vô là cái nhà của năm phát lên. Đúng rồi, đúng rồi. Má với lại nhiều đúng khi không? Má phải suy nghĩ hiểu không? Giống như ví dụ giờ Tết năm nay mình đang xui thì mình cứ ghép thêm cái xui nó biết đâu nhiều khi cái đó nó sẽ quá ra thành một cái gì đó nó gọi là giống như cái kiết tường á. Thôi đừng có kiết tường, tôi không thấy kiết tường ở đâu á mà tôi thấy là tôi mặt mày tôi chán dán móp mặt vô tường rồi. Thôi bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ hết trơn hết rồi, bây giờ mình chủ yếu mình ăn bữa cơm cho vui vẻ, sẵn có nó coi như nó là vị khách đầu năm. Đúng rồi đó Nam. Ăn xong về liền nha, không có được dạ. Nha. Ủa vậy cho con hỏi giờ còn kỵ không? Hễ kỵ thì con đi về. Bảy kỵ cái gì nữa mà kỵ, bả đâu quan hỷ được bị kỵ gì nữa kỵ đó. Tôi không? Là gì ông là gì rể tôi là tôi quan hỷ là tôi cho ngồi lại đó nghe chưa. Rồi thôi bây giờ gia đình mình vô xum vầy ăn bữa cơm gia đình nè. Rồi vậy đi. Bữa cơm ấm cúng đầy ắp tiếng cười. Rồi vậy đi. Bà quan hỷ là coi như là mọi chuyện nó ổn hết trơn hết trọi rồi, nó vui rồi, không có sao hết trơn hết trọi á. Chỉ sợ bà là không chịu quan hỷ thôi, hiểu không? Có rượu không Nam? Có, nhưng mà bây không muốn nữa. Thôi mà anh Tư bây giờ anh thiển rồi, anh muốn uống thì anh đợi tỉnh đi xuống đây ngồi nè. Ngồi đi chừng nào tỉnh là lên uống. Cái ly này không phải ly của bay. Đó, bay ra sai rượu rồi. Cái này là trong gia đình của người ta. Ngồi thôi, ngồi coi người ta. Đừng uống nha, đừng ăn. Vậy đi nha. Rồi. Đó, ủa? Dạ. Cảm vậy gia đình Nam có mời con ăn cơm không? Không. Ăn cơm thì mời. Ăn cơm thì mời. Nè con gái. Dạ. Để ta chúc sức khỏe gia đình ta trước đi. Rồi ta chúc sức khỏe nè. Bây giờ mình làm cái vui vẻ coi như quan hỷ nha. Dạ. 1, 2, 3. Vô. Đến nay anh không thèm kéo mít. Vì đã có môi em thơm ngọt từ sen nồng. Đến nay anh không thèm đi chơi. Cine hay nhạc hồi, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Thôi, trời ơi. Cái này mới là lái xe giả thôi. Mà bay lãng quá bay. Chứ lái xe thiệt không được lãng lách vậy nghe con. Phải chạy đàng hoàng nghe không? Dạ. Chứ nè, cái này ba nói cho mấy đứa nghe là dạ. Tết nhất là mình không có cần phải đi đâu hết. Ở nhà được rồi, tiết kiệm con. Dạ. Nè, không? Nè con. Dạ? Đi vô trong lấy cho má hủ muối coi. Chi vậy má? Tại vì con lạ quá. Má phải bỏ vô cho đậm đà chút xíu. Má là chồng con hoài. Thôi để con treo liễn lên. Treo lên đúng rồi. Má, má thấy mình bông vậy ok chưa? Ừ. Ê, hình như mà thấy cái bình bông này nó thiếu thiếu gì á. Thiếu gì? Bông thì có, bình bông không thì phải có. Nó thiếu có nghĩa là nó đơn sắc quá. Mình phải cho nó màu sắc lên. Thêm vô con. Thôi không được, không được. Trời đất ơi. Cái gì cái bông người ta mua đẹp muốn chết rồi. Tự nhiên là cắm mấy cái này vô chi mà sắc màu vậy. Phải, Tết nhất mình phải màu sắc cho nó tươi. Hiểu không? Đành nó một màu phải nó đơn giản màu quá. Sắc thì nó tươi. Đừng có cãi tôi mà. Rồi. Hả? Con biết gì rồi. Ba má nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt. Nhắm nhiệt tình vô nha. Không có chơi làm ảo thuật đâu. Rồi nha. 2, 3. Đó, ảo thuật một cái. Đó, vậy đẹp rồi, đó, vậy đi. Vậy được đó. Công nhận ba với má hiểu ý nhau lắm. Nói nghe,
bây giờ tụi con dọn dẹp cái này ha. Mình bông cũng dọn chỗ khác. Rồi dọn cơm ra, dọn ra xong cái rồi mình ăn cơm ha. Cái mình chờ đón giao thừa rồi mình coi chương trình vui xuân tổ. Tao nói nó vui lắm con ơi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Ba má đói hả? Đâu? Để con dọn cơm cho ba má ăn nha. Cái gì? Ủa? Ủa cái gì mà tự nhiên dọn cơm cho ba má ăn là sao? Dạ ba má, tụi con còn mấy việc chưa làm xong nên là xin phép ba má vô phòng làm luôn cho nó xong. Con ơi con Tết nhất mà nghỉ có ai mà công ty nào làm đâu mà con đòi làm. Đúng rồi. Dạ, Tết nhất mà con làm cái gì con? Tức là tụi con nghỉ rồi nhưng mà vẫn phải làm việc online nên là ba mẹ thông cảm giùm tụi con nha. Nó làm việc online, nó làm việc trên mạng á, hiểu không? Ủa con làm luôn hả? Hai chồng làm luôn. Dạ. Trời ơi. Đi làm đi. Vậy à? Không mấy con đem cái laptop xuống đây. Rồi làm, vừa làm rồi. Vừa ăn luôn. Bây giờ con đem cái bàn làm việc con xuống đây con vừa làm con vừa ăn luôn. Rồi, để con làm trong phòng thì cho nó tự nhiên ba. Thôi cho nó làm trong phòng đi cho nó yên lặng, yên tĩnh, dễ làm. Vậy để con dọn cơm á, chừng nào có gì ba má kêu con nha. Rồi, giờ nào ba má đói ăn làm thôi, chị. Dạ, dạ, dạ. Tụi con xin phép ba má. Rồi. Ủa ông? Hả? Thì giờ mình đâu có giống ngày Tết đâu. Ta kêu Tết đoàn viên mà có tôi với ông người ăn cơm ngày bình thường tụi nó đi làm rồi bây giờ tôi cũng ăn ngồi ăn cơm rồi bây giờ ngày tư ngày Tết cũng vậy thôi. Có gì đâu khác không? Ủa tôi tưởng tụi nó khai sắc Tết cái là tụi nó ăn cơm chung với mình ai về nó khai sắc nó múa nó hát xong nó treo được mấy cái liễn cắm được bình bông nó đi lên nó làm việc à. Trời còn mình tôi với bà ha. Thôi giờ vậy đi. Sao? Mình cứ tưởng tượng là con cháu mình nó đông đủ đi. Tôi với bà bắt đầu là mình ngồi vô mình ăn cơm đồ với tụi nó. Giờ bây giờ làm cho nó sơm ra kia tôi kêu ông đem đồ ăn phục vụ tôi nha. Rồi tôi bưng bưng. Ông xã. Bưng cho tôi dĩa bò bít tết tôi khoái cái món đó. Cái gì? Bò bít tết. Bà nghĩ sao vậy trời? Gì vậy? Tết nhất mà ăn bò bít tết. Mà ăn bò bít tết có nghĩa là bít cái tết luôn á, không có tết để ăn nữa. Ông sao mà nói vậy mà nói được rồi tại tôi. Thôi bây giờ bỏ cái món đó. Ăn món khác nè. Lương xào lăn. Trời ơi, tết bà lăn không hả? Bà không đi được mà bà lăn không, bà ăn lương xong bà lăn luôn á. Vừa không được lãnh lương mà vừa phải lăn. Trời ơi, ông ơi là ông. Chứ bây giờ muốn ăn cái gì? Ăn cái gì mà cho nó ngon lành nè. Tôi kêu món là tôi với bà ăn là mình ngon lành luôn nè. Món gì? Cho món cua hoàng đế với lại tôm hoàng hậu đi. Mình một bước lên mây luôn thấy không? Trời ơi vậy là mấy đứa con của mình là Dương Tôn công tử đó. Để tôi gấp ra cua cho bà ăn nha. Mày hết trời ơi không? Ôi, nó hù à, không hết hồn. Ủa không hết hồn. Không hết hồn. Mừng lại con. Hù lại. Ông bà nội làm quá. Không vậy cho con vui thôi. Trời ơi, bà nội nói xấu con gì đúng không? Nè con ngồi xuống đây. Nghe bà nội nói cái câu này nghe, bà nội không phải khen định con nghe. Dạ. Cái mặt con á với thân người của con không có cái gì chỗ nào đẹp để mà nói xấu hết trơn hiểu chưa? Trời ơi. Bà cứ ghẹo chọc cháu Đức Tôn tôi hoài bà nội nói như là hàng ngàn mũi tim đâm vô tim con vậy đó. Trời ơi, lấy cái tim ra đây tôi chà với nhám luôn. Gắn cái bao lì xì đắp lên là nó hết chứ có gì đâu. Ủa mà quên hả? Con về, ủa con mình không có dẫn bạn gái về giới thiệu ra mắt ông bà nội đâu ha. Ui là trời, con làm gì có người yêu. Con vậy? Còn đang sợ ế đây nè. Trời đất ơi, vậy là con tệ quá. Con thua ông nội với ba con xa lắc luôn á. Trời ơi, cái thời mà ba con đó, cỡ tuổi con đó nha, là ông nội là đi ngồi mừng xui là không biết bao nhiêu chỗ luôn á. Nè con ơi, có mặt con cháu nội tôi cũng đẹp trai vậy mà sao vậy, sao con đi tán gái đi con. Ông bà nội không biết á, thế hệ ông nội là khác, thế hệ ba con là khác, thế hệ của con là khác nữa. Ồ, cỡ cái này ra cho nó khỏe coi. Sao mà con thấy Tết mà sao mà cái mặt ông bà nội kỳ kỳ sao á? Kỳ là sao? Không có vui. Đâu có vui. Quá trời luôn. Tết vui chứ, Tết là phải vui. Bây giờ để con phục vụ văn nghệ cho ông bà nội coi nha. Ê, được á nghe. Trời ơi, hay à, có lý. Để cho nội cho. Không có bán vé nha. Xin kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Tết đến xuân về, nhà nhà đều vui, người người đều vui mà hai người này không vui. Ha. Cho nên là con sẽ phục vụ buổi văn nghệ để cho cả nhà đều vui và hai người này cùng vui. Rồi. Rồi. Tết đến rồi. Tim mọi người tình quá. Chơi dĩa thịt gà người trẻ hóa hút người già chơi xương. Người trẻ thì thích ăn xương, người già răng yếu ăn xương nói gì? Chicken down. Trời cái gì đó? Mà nội đây mà nội cái tay sao con?
Trời đất ơi, hết chưa, hết chưa? Ông ơi ông, trời hả? Ơi, đầu nhỏ bên nỉa bên kia em làm sao bẻ gì nè em được nè. Rồi, nó bẹo rồi. Con đã chỉnh lại được rồi. À, do vừa cái thật mày đặt xạo hả con? Khoan khoan, nghe bà nội nói cái gì, mày đang ca tết tết thì vui vậy, tự nhiên mày nói cái gì tình yêu như dĩa thịt gà vậy đó. Rồi cái câu chót là cái gì? Cái gì người già răng cỏ gì đó? Người già răng yếu, ai là ăn nổi gì? Người già răng yếu còn nhai nổi gì phải không? Bậy bậy, con phải nói như thế này nè. Người già răng yếu thì nhai xí quạch. Ông nội con khoái xí quạch lắm, răng cỏ không có mà thích nhai xí quạch chỉ lắm. Bởi vậy bà nội biết ý ông nội là thích ăn xí quạch lắm. Ra hãy nấu cái nồi nước lèo lúc nào cũng có phải có mấy cục xí quạch vậy đó. Bắp 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 bắp. Ông bà nội, không bà nội, bà nội lại đây đi. Con hỏi bà nội chuyện này nè. Nè nè nè. Bây giờ sao? Nói cái gì? Con muốn hỏi ông bà nội này nha. Hỏi gì? Nếu như ông bà nội có một điều ước trong đầu năm á, thì ông bà nội sẽ ước cái gì? Trời đất ơi, cái thằng này lãng à. Cái này mình Tết chứ đâu phải sinh nhật đâu mà ước gì con ơi. Hiểu rồi nè, anh ấy thèm ăn bánh kem nhắc khéo tôi, yên gà, tâm gà, gà. Ngày mai bà nội đi mua nguyên liệu, bà nội làm bánh kem cho con. Rồi, rồi bà nội nấu làm bánh kem ngon. Không phải, không phải. Chứ sao? Ông bà nội cứ trả lời thật lòng đi, ông bà nội ước điều gì? Giống như mình có được điều ước nó cho đó. Giờ đúng rồi. Bà ở để tôi. Ê, không đúng đâu. Trời ơi, phụ nữ, ông phải ưu tiên cho tôi. Ưu tiên rồi, ưu tiên phụ nữ, bà ước trước đi. Bà nội nói thiệt với con á, bà nội thực tế lắm, bà nội nghĩa là ước đơn giản lắm, rồi. Không có ước gì cao xa đâu. Bà nội ước ha, nếu mà có một điều ước thì cho tôi xin ước là cho tôi trở về cái thời mà tôi còn 17, 18 tuổi. Tôi sẽ đẹp như một nàng công chúa Bạch Tuyết. Ôi, môi đỏ như sơn. Ôi, da trắng như tuyết. Ôi, tóc đen như muôn. Và phía sau lưng tôi, trời ơi, Dương Tôn công tử nó xếp hàng lớp 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 lớp, trong đó có hoàng tử này. Bà đi bà đu đâu múc cái sao quả vậy? Bà leo xuống dưới đất được không? Bà dễ trở về sao khổ đi. Ý ông nói tôi mơ mộng á hả? Chứ còn gì nữa? Bởi tôi nói ông không biết gì trơn. Sao? Cái điều ước ha, điều ước là trời ơi, nó thiêng liêng dữ lắm, cho nên mày ước đâu có tốn tiền, đâu có mua gì đâu, cho nên mày phải ước cái gì mà mình làm không có tới, mày phải ước như vậy đó. Biết đâu rồi. Điều ước trở thành sự thật thì sao? Thôi thôi thôi, tôi không dám đâu à, bà quay trở lại 17, 18 tuổi là tôi mệt nữa à. Tôi ước nè, tôi ước mới là gọi là nó hiện thực, sao? Nó thực tế hơn bà nhiều. Nghe ông nội ước nè con. Dạ, nghe ông nội có ước gì đây? Nếu như cháu tôi cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước rất là đơn giản. Ước gì? Bà nội con không phải là bà nội bà mới nghe cái gì? Mới nghe cái gì? Ai vừa nói gì đó? Ai vừa nói mà mới nghe cái gì? Ông ước sao? Không phải. Ước có một cho thằng bé cháu nội tôi có một bà nội khác phải không? Dạ, không phải. Bà nghe không có rõ, bởi vậy tôi nói cái lỗ tai bà phải để ý từng câu từng chữ của tôi. Tôi ước gì bà nội vẫn mãi mãi là bà nội, hiểu không? Dạ hiểu. Mà bà nghe làm sao á? Trời ơi, bà nội vẫn mãi mãi là bà nội. Có nghĩa là chỉ có mình bà thôi, thấy không? Tôi ước thực tế không? Cái điều ước cái câu tri chắc cái lỗ tai tôi đi đăng nắm dỗ. Vậy thì được đó nha. Được không con? Đơn giản nha. Đó. Vậy thôi. Rồi rồi, đi bà nội dọn cơm cho con ăn. Ủa, ông bà nội không có ước gì khác hả? Ví dụ như là một buổi cơm chẳng hạn. Nói nãy giờ giỡn thôi. Chứ thật sự là ông nội cũng mong ước một điều ước. Không biết có thực hiện được không, nhưng mà mình cũng ước thôi. Ước gì là gia đình mình có được một bữa cơm đoàn viên ấm cúng trong những ngày Tết, đầy đủ tất cả các thành viên để ngồi với nhau, quây quần bên nhau, ăn một bữa cơm thật là đầm ấm đó. Ông nội với bà nội chỉ ước đơn giản vậy thôi. Đúng rồi, bà nội cũng cùng một ý với ông nội con. Người ta nói là Tết đoàn viên, con thấy không? Dạ. Có nghĩa là con cái dù ở nơi đâu, xa xôi cỡ nào thì Tết người ta cũng tranh thủ cho về nhà quây quần bên ông bà cha mẹ ha, rồi ăn cơm rồi nói chuyện rơm rã, mình nói những cái chuyện vui và những chuyện buồn trăm năm qua, rồi mình rút kinh nghiệm cái nào tốt mình lấy, cái nào xấu mình bỏ đi. Đó, nhưng mà con thấy không? Trời ơi, lúc nào cũng có hai ông bà già không à? Rồi đâu có phải gọi là Tết ông ha? Thì có cháu đứa tôm được rồi thôi. Rồi, bây giờ con sẽ thực hiện điều ước của ông bà nội là con sẽ kêu vô ăn cơm.
kêu vô ăn cơm. Trời đất ơi, thì ra nó giả bộ nó nói dòng do Tam Quốc, thì ra nãy giờ dẫn bạn bè về giấu ba ông, giấu ông nội mà nội tính là giấu. Nè con, có bao nhiêu bạn dắt vô hết đi, ngày Tết á đông vui không sao hết trơn á. Ừ, Tết vui. Nhưng mà bạn của con đặc biệt lắm, ông bà nội phải nhắm mắt lại. Cái gì? Trời ơi sao giống cha mẹ nó quá vậy trời. Vậy cha nào con nấy rồi. Nãy kêu cha nó biểu mình nhắm mắt phải không? Dạ, nó sợ bất ngờ đúng không? Dạ đúng rồi, bất ngờ. Thôi nhắm mắt đi. Nè. Con đếm từ 1 tới 5 nha. Đừng dẫn nguyên sân banh vô tôi đãi không hết nha. Rồi. Ủa đếm tới mấy vậy? Dạ 5. Rồi đếm đi. 4. Rồi dẫn vô đi. 3. Bao nhiêu cũng tiếp. 2. Rồi. 1. Mở trời mắt rồi. Được chưa? Nguyên dạ. Một. Ủa. Ủa. Ủa cái gì vậy? Nghe nói là tụi con có công kiện làm gì sao xuống đây? Dạ nãy giờ tụi con nghe ba mẹ nói chuyện với nhau hết rồi. Tết đoàn viên là để gia đình mình sum họp, quây quần bên nhau. Mà năm nào á tụi con cũng lo công việc, không có bao giờ mà đón một cái Tết trọn vẹn cho gia đình mình hết. Tự nhiên thấy mình có lỗi khi mà hả chưa có hiểu được tâm tư tình cảm của ba mẹ. Thôi thì bây giờ tụi con sẽ chuộc lỗi bằng cách là năm nay và rất rất nhiều năm về sau nữa, nhà mình sẽ đón Tết cùng nhau nha ba mẹ. Vậy chứ hả? Dạ, bữa nay á là vợ chồng con quyết định dẹp công việc sang bên hết luôn. Ăn cơm với ba mẹ. Ba mẹ đừng giận vợ chồng con nữa nha. Trời con ơi, giận hờn cái gì. Đứa nào cũng có công việc mà vì cái gia đình này thì ba mẹ chỉ buồn vậy thôi, là tại vì Tết là đoàn viên mà mình có hai ông bà cũng như ngày thường thôi à. Không có gì gọi là không khí Tết hết trơn á trời. Nhưng mà không sao, tụi con hiểu được là ba mẹ vui rồi. Rồi. À, bây giờ mình ăn cơm nha ba mẹ. Ừ, thôi. Có mời ba mẹ với ông bạn cơm. Không được, tôi bận rồi. Sao vậy ba? Sao vậy? Tôi bận làm việc online à. Ông nội, ba này. Ông nội chọc ba con thôi. Thôi, rồi, giờ mọi người ăn trước đi nghe, tôi cũng... Ủa, có gì vậy? Tôi xuống dưới bếp. Làm gì? Tôi nấu ăn online. Mẹ này. Vậy là ngày nào gia đình mình á cũng sẽ có những buổi cơm hạnh phúc như vậy luôn. Đúng rồi đó con. Lúc nào cũng rộn rã tiết cười. Phải vậy chứ, là phải vậy chứ. Rồi, ăn đi con. Trời ơi, nghĩ sao mà năm người mà nó đưa có 4 cái chén à, thật tội nghiệp thằng nhỏ. Đứng phục vụ đi con. Mới cơm vô cho mẹ con kìa. Trời ơi. Mà ăn bánh tét hay vậy không? Trời ơi, nè. Bánh tét hay vậy đây nè, tôi cho ông cái chả nè. Trời ơi. Ông chả còn sống. Thank you.